Nhưng mà toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý ni sư, quý ni chúng tỉnh xá Ngọc Thành, thưa cùng toàn thể Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8 năm Tân Mão. Chúng ta lại có duyên để gặp nhau tại tỉnh xá Ngọc Thành để chúng ta tiếp tục học cái bản kinh Kim Cang. Thì trong mấy lần trước chúng ta đã học xong cái phần lìa tướng tịch diệt. Thì đến phần kế tiếp này chúng ta sẽ học cái công đức trì kinh. Chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn trước, rồi sau đó chúng tôi sẽ giải thích sau. Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, thiện nữ, buổi sáng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí, buổi trưa lại đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí, buổi chiều cũng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí, như thế vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp đem thân mạng bố thí. Nếu lại có người nghe kinh điển này hơn phước đức của người kia, huống là chép viết thọ trì đọc tụng vì người giải nói. Này Tu Bồ Đề, tóm tắt mà nói, kinh này công đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ, không thể lường. Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói. Nếu có người hay thọ trì đọc tụng rộng vì người nói, Như Lai ắt biết người ấy, ắt thấy người ấy đều được thành tựu công đức không thể lường, không thể tính, không có bờ mé, không thể nghĩ bàn. Những người như thế tức là gánh vác pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, nếu người thích pháp nhỏ, tức chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, tức là đối với kinh này không thể lắng nghe, thọ trì, đọc tụng vì người giảng nói. Này Tu Bồ Đề, ở nơi nào nếu có kinh này, thì tất cả thế gian, trời, người, A-tu-la đều cung kính cúng dường. Nếu biết chỗ này, tức là tháp, đều nên cung kính làm lễ vây quanh, dùng các thứ hương hoa mà rải cúng dường nơi ấy. Đến đây Đức Phật bắt đầu nói cái công đức của cái người đọc tụng thọ trì kinh này, hay nói khác hơn là công đức bản kinh Kim Cang. Thì Đức Phật ví dụ giống như có người đem thân của mình nhiều như số cát sông Hằng để bố thí. Thì trong tất cả các cái thí thì cái thí mà như Đức Phật nói là đem thân mạng để bố thí thì cái phước đức nó lớn vô cùng. Như chúng ta thấy ở trong đời này á, thì Đức Phật dạy có ba thí, phải không? Thí tài, thí pháp và thí vô úy. Thí tài thì nó có nội tài và ngoại tài. Thì ngoại tài thì chúng ta có thể đem tiền tài, vật chất, của cải, những cái vật dụng của mình để mình có thể giúp người khác, gọi là bố thí ngoại tài. Bố thí nội tài thì như trong kinh diễn tả là bố thí đầu, mắt, tủy, não, tay, chân của mình khi người khác cần. Hoặc là chúng ta có thể bố thí bằng công sức của mình. Mình có thể làm một việc nào đó giúp ích cho người khác. Chúng ta có thể lao động giúp người, dắt người đi qua đường, vân vân. Tất cả những hành động mà nó liên quan tới cái việc làm cái sức khỏe của chúng ta cũng là một cái dạng bố thí nội tài. Hoặc là chúng ta có thể trị bệnh người khác. Chúng ta có thể nấu cho người khác
một cái điều gì đó mà có lợi cho người khác thì cái bố thí đó được xem như bố thí nội tài của mình. Còn ở đây Đức Phật diễn tả một người bố thí luôn cả thân mạng, mà không phải một người và một số nào có thể tính đếm được, mà Đức Phật nói là đem thân mạng nhiều thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang này, tức là biên chép thọ trì đọc tụng và vì người khác giảng nói. Thì bố thí đó nó là cái dạng bố thí pháp, mà ở trong bản bố thí Ba La Mật chúng tôi có nói tới điều này rất là nhiều. Thì trong bố thí pháp á, chúng ta thấy có cái một cái điều, nếu mà chúng ta bố thí pháp bình thường, tức là chúng ta có thể giảng nói cho mọi người nào đó nghe, họ hiểu Phật pháp để họ tu tập, để họ làm lành lánh dữ, theo đường thiện bỏ con đường ác, đó cũng là một cái dạng bố thí pháp. Nhưng mà bố thí pháp đó chưa phải là Ba La Mật. Nếu mà mọi người học từ trước giờ theo dõi bản Kinh Kim Cang thì chúng ta cũng thỉnh thoảng đã có nghe qua phần này rồi. Thì khi một người bố thí Ba La Mật á, người đó ngay trong cái đời sống này phải vượt hơn bởi bố thí hằng hà thân mạng kia. Bởi vì sao? Vì người kia bố thí vẫn chưa có thoát khỏi tứ tướng á, thì chưa thành Ba La Mật. Một người bố thí Ba La Mật đã, tức là người đó đã thoát khỏi cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Thì cái phần trước chúng ta đã học rồi, phải không? Vì vậy là trong đời sống đời thường, nếu như một người tu như chúng ta ở đây, chúng ta là Phật tử tại gia hoặc là chúng ta là người xuất gia, nhưng mà nếu chúng ta còn ăn, còn uống, còn đi, còn đứng, còn ngủ thức như bây giờ, chúng ta có phải là người bố thí Ba La Mật không? Chúng ta có thể bố thí Ba La Mật được hay không? Hay là chúng ta phải bỏ mất cái thân mày này cho cọp ăn, sói ăn, hay là người ta lấy hết thịt mình đã làm cái gì đó, thì lúc đó mình mới bố thí Ba La Mật. Chúng ta lâu nay có một cái sự hiểu lầm trên cái việc bố thí Ba La Mật. Trước hết đó, nếu một người mà tới cái cảnh giới lìa tứ tướng thực sự rồi á, thì gần như tất cả những hành động cử chỉ của họ đều là bố thí Ba La Mật. Mặc dù họ còn ăn, họ vẫn còn ăn, còn nuốt vào cơ thể của họ tất cả những vật dụng cần thiết, họ vẫn còn cần có một cái chỗ ngủ đàng hoàng, họ cần có một cái chỗ sinh hoạt tiện nghi trong đời sống này, nhưng mà đó là người bố thí Ba La Mật. Chúng ta có thể tin nổi không? Nếu mà chúng ta không nhận ra được cái người bố thí Ba La Mật này thì chúng ta không thể hiểu nổi bộ Kinh Kim Cang này từ trước đến giờ Đức Phật nói. Thật ra cái người bố thí Ba La Mật không có nghĩa là họ buông bỏ hết tất cả tiền của họ, không có nghĩa là họ đem hết, có bao nhiêu đem cho hết bao nhiêu, giờ vô túi mình nhiều cái mình móc mình cho hết nhiều, mình gọi là bố thí Ba La Mật chưa chắc. Dù cho hết tiền của đi nữa, người đó chưa chắc là bố thí Ba La Mật. Và cho cả hàng triệu cái thân mạng này đi thì người đó vẫn chưa phải là người bố thí Ba La Mật. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái người mà đem hằng hà sa số thân mạng để bố thí như số cát sông Hằng vẫn không bằng cái người thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang này. Đây là điều mà chúng ta phải hiểu. Nếu như bây giờ ở nơi thân mạng của chúng ta mà chúng ta có một phen đã thấy nó không rồi, tức là về ngũ uẩn chúng ta một lần đã thấy không rồi, thì ngay cái phút mà chúng ta đã thấy thân ngũ uẩn này không á, thì lúc đó chúng ta đã hoàn toàn bố thí Ba La Mật. Đi đứng nằm ngồi tất cả những cái căn của chúng ta tiếp xúc với trần mà hoàn toàn không còn dính mắt, tức là chúng ta đã bố thí Ba La Mật. Tức là mắt thấy sắc không vướng, tai nghe âm thanh không vướng, mũi ngửi mùi không vướng, lưỡi nếm vị không vướng, thân xúc chạm không vướng và ý không vướng với pháp trần. Tức là lục căn đối với lục trần hoàn toàn thân thuộc. Thì chúng ta là cái người không còn chỗ để có thể dính lại trong trần gian này nữa, thì người đó là người bố thí Ba La Mật. Mặc dù còn mang cái thân để xài, vẫn còn ăn, vẫn còn ngủ, nhưng mà với người đó tất cả mọi cái đều đã là không với họ một lần rồi. Ngũ uẩn họ đã một lần không rồi, bây giờ họ mang thân ngũ uẩn lại họ xài, họ mượn thân ngũ uẩn lại để họ xài, nhưng mà thân ngũ uẩn này không phải là của họ, không phải là họ, là cái thân để mượn. Thì người đó hơn người bố thí hằng hà sa số thân mạng. Nếu chúng ta còn thấy có thân mạng để mình bố thí thì chúng ta chưa Ba La Mật. Đối với tất cả pháp trần này, chúng ta thấy có một cái gì đó thật thì chúng ta chưa phải là người bố thí Ba La Mật. Dù chúng ta có làm cái cỡ nào đi nữa, thấy vẫn còn có mình ở đó,
tức là một phen cái ngã mình chưa tan biến được, thì mình không có làm cái gì thành ba la mật á, thật ra không thể thọ trì độc tụng được kinh Kim Cang này. Tại vì cái người mà thọ trì độc tụng kinh Kim Cang này từ trước giờ Đức Phật đã giải thích nhiều rồi, phải không? Ở nơi tướng mà lìa tướng, tức là ngay nơi cái mắt mà chúng ta thấy nó hiện tại này, chúng ta vẫn thấy hình sắc ở đó, nhưng mà cái hình sắc mà chúng ta không còn là đối tượng nữa, thì nơi tướng đó chúng ta lìa tướng. Chúng ta vẫn nghe âm thanh đó, nhưng mà âm thanh không phải là đối tượng để mình nghe nữa, thì nơi âm thanh chúng ta lìa được âm thanh, thì lúc đó là chúng ta hiểu và sống được, thọ trì độc tụng được kinh Kim Cang này. Còn nếu như bây giờ mà chúng ta thấy sắc là sắc, có mình ở đây để mình thấy cái hình sắc đó, có mình ở đây để mình nghe được âm thanh đó, có mình ở đây để mình ngửi được cái mùi vị đó, thì chúng ta không phải là người đang thọ trì độc tụng kinh Kim Cang, thì phước báo chúng ta không bằng cái người trước nữa. Thật ra ở đây Đức Phật nói người thọ trì độc tụng kinh Kim Cang là gần như tất cả những hành động cử chỉ, những lời nói việc làm và một cái suy nghĩ nhỏ nhiệm xuất phát từ nơi thân tâm của người đó đều phải lìa thoát hai bên hoặc cách hoàn toàn. Tức là không có phút giây nào mà người đó thấy có đối tượng. Ví dụ bây giờ chúng ta đang ngồi nghe ở đây, nếu chúng ta lặng dứt hết cái tâm còn thấy mình đang chú ý lắng nghe, mình đang còn chú ý để mình nghe để, và mình còn muốn hiểu nữa, rồi mình đem về mình thực hành còn xa lắm. Và chúng ta nghe như vậy muôn đời chúng ta không thể hiểu được bản kinh Kim Cang này. Ngay hồi đầu mình nói một cái người mà học được kinh Kim Cang là chúng ta phải tập nghe, có một cái thái độ để nghe kinh một cách khác thường, không giống những người nghe bản kinh khác. Có nghĩa là chúng ta nghe ngay tại đây để chúng ta thấu suốt được cái chân thật mà Đức Phật muốn nói, chứ không phải nghe để chúng ta hiểu, để chúng ta thêm kiến thức. Thật ra nếu như bây giờ mà mình còn là cái người mà muốn nghe để muốn hiểu, tức là chúng ta xa rời bộ kinh để chúng ta nghe, chúng ta không thâm nhập trong cảnh giới Kim Cang để chúng ta nghe, thì chúng ta không sống được trực tiếp ngay tại đây và bây giờ. Thật ra bây giờ muốn mà làm mỗi người thọ trì độc tụng kinh Kim Cang đúng như Đức Phật nói ở đây, để có cái phước báo nhiều hơn cái người bố thí hằng hà sa số thân á, thì chúng ta hãy ngồi lắng tâm lại để mình nhận biết được âm thanh đang hiện hữu ở đây mà không phải là đối tượng của mình. Âm thanh nó không phải là cái gì ngoài để mình có thể nghe được. Từ trước giờ chúng ta có thể ngồi ở đằng kia, chúng ta nghe ở đây nói, hoặc là chúng ta nghe cái tiếng phát ra từ cái loa, chúng ta lắng tai để chúng ta nghe âm thanh phát ra từ những cái chỗ đó. Nhưng mà chúng ta nghe vậy là chúng ta đã sai lầm rồi. Có phải từ lỗ tai để chúng ta nghe được âm thanh đằng cái loa không? Một câu hỏi mà chúng tôi giảng kinh Kim Cang chúng ta hay hỏi á, là quý vị thử xét coi là lúc mà chúng ta đang nghe âm thanh, thì cái âm thanh chạy lỗ tai để mình nghe, hay lỗ tai mình nó là âm thanh đó để nghe? Bây giờ chúng ta đang ngồi đây nè, chúng ta nghe tiếng động, không? Thì tiếng động nó chạy tới để mình nghe hay sao? Chỗ này chúng ta phải thực tế học đạo rồi chúng ta phải thấy rõ điều này. Có phải âm thanh chạy lại để mình nghe không? Hay là sao? Bây giờ ví dụ như âm thanh đằng kia chạy lại để đây mình nghe, rồi đằng này chạy lại để mình nghe, hay sao chạy lại nghe bên trái, chạy lại để nghe phía bên kia, chạy lại để nghe, tức là mình ngồi đây mình là cái trung tâm điểm vũ trụ để tất cả âm thanh chạy dồn lại cho mình nghe. Rồi đúng không? Đúng không? Hay là mình chạy tới đằng kia để mình nghe âm thanh? Bây giờ ví dụ như mỗi một cái hướng có một âm thanh, 10 hướng có 10 âm thanh xảy ra cùng một lúc, chúng ta nghe cùng một lượt, vậy mình chạy kiểu nào? Mình phân thân ra để mình đi hay sao? Cái này chúng ta phải thực tế. Từ xưa giờ mình nghe từ lúc mà mình mới bắt đầu chào đời mình đã nghe được rồi.
mình đã biết, mình nhận biết được âm thanh rồi. Khi mắt ra mắt mình đã mở thấy hình sắc rồi. Nhưng mà tới giờ phút này mà hỏi lại là mình nghe kiểu nào là mình bị lúng túng. Đúng không? Mình thấy nó có một cái gì nó ngớ ngớ ở đây là nó không có rõ ràng lắm. Thế ra chúng ta phải thấy rõ chỗ này. Thế ra cái người tu á, theo đạo Phật là người phải thấy biết như thật mọi vấn đề. Mà vấn đề như thật đang hiện hữu ngay tại đây là vấn đề mình đang nghe. Mà mình không thấy biết như thật thì mình đừng có nói chuyện khác nữa. Đúng không? Chỗ này mà mình không rõ ràng là mấy chỗ khác mà không thể rõ ràng được. Và cõi này là cõi thanh âm sắc tướng. Cho nên nếu mà một người mà sống trong cõi này mà không thấu hiểu được thanh âm sắc tướng thì những chuyện khác chúng ta sẽ bị lầm hoài. Và sanh tử nó sẽ dẫn chúng ta lầm mê tiếp. Và nếu chúng ta thấu thoát được điều này rồi á, thì quý vị sẽ thấu được tất cả mọi cái. Bây giờ quý vị thử lắng tâm thực sự á, thì chúng ta nghe không phải một tiếng động. Đúng không? Chúng ta nghe rất là nhiều tiếng động. Và một lượt có bao nhiêu tiếng động chúng ta nghe rất rõ ràng. Minh định rõ ràng từng tiếng động một. Tiếng lớn nghe lớn, tiếng nhỏ nghe nhỏ. Tiếng bên phải có nghe bên phải liền, tiếng bên trái nghe bên trái, sau lưng, trước, sau, trên, dưới, trong, ngoài nghe hết. Tức là một lượt chúng ta nghe được tất cả những âm thanh đó. Thì vậy nếu mà âm thanh, chúng ta ví dụ mà âm thanh gần chúng ta nhất, ví dụ như cách chúng ta khoảng 2 mét chúng ta có một cái loại âm thanh để mình nhận biết. Nhưng mà xa hơn khoảng 4 mét chúng ta cũng nhận biết rồi, xa khoảng 10 mét chúng ta cũng nhận biết. Cũng cùng một hướng đó mà nó có 3-4 loại âm thanh một lượt đồng xảy ra, chúng ta nhận biết 3 vị trí liền. Rất rõ ràng không lầm lẫn. Chúng ta có cái siêu tuyệt đó. Như vậy là mình vừa sẹt qua đây để mình nghe cái mình sẹt kia, để mình nghe cái mình sẹt lên sao để mình nghe hay sao. Đây là vấn đề của con người. Với loài người chúng ta đã có được cái kỳ diệu này. Và nếu như người nào mà nhận biết rõ ràng điều này á, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống khác, chứ không còn sống bình thường như một người thường nữa. Và nếu một người nào mà thấu thoát, phải nói là thấu triệt được cái điều này luôn, có khả năng là chúng ta thấu triệt được tam giới này. Chúng ta thấu triệt được sinh tử trong cõi này. Không còn bị lầm, không còn bị vướng trong sanh tử nữa. Đây là điều thấy như là nó bình thường nhưng mà nó rất là hệ trọng. Thật ra cái người tu chúng ta phải chú ý, chú tâm thật kỹ những cái điều này để chúng ta tự nhận biết ra. Chúng ta thiền, chúng ta đừng có nghĩ rằng mình phải được cái này, được cái kia, được cái nọ nữa, mà chúng ta phải bình tĩnh để thấy được sự thật xảy ra với mình ngay tại đây và bây giờ. Cái hiện hữu hiện tiền này mình phải rõ ràng. Và khi mình rõ ràng đây rồi thì tí nữa mình sẽ rõ ràng, và mãi mãi mình sẽ rõ ràng, chứ đừng có mong đợi gì thêm. Cho nên là cái người học Phật là học được cái sự thật ngay tại đây. Đó, bây giờ chúng ta phải nghe. Nói lời cái nghe, chúng ta phải nghe cho kỹ đi. Bây giờ chúng ta lắng tâm một cái là chúng ta nghe đủ hết các hướng, đúng không? Tại sao chúng ta ở gần cũng nghe được, mà ở xa cũng nghe được, ở trước cũng nghe được, ở sau cũng nghe được, bên phải cũng nghe được, bên trái cũng nghe được, sao vậy? Đây là vấn đề. Chúng tôi nghĩ là những người tu thiền công án là phải lấy cái này ra để kháng. Và không có câu trả lời. Khi nào mà chúng ta à ra sự thật mình là như vậy á, là chúng ta biết được sự thật của vấn đề. Nhưng mà cái này là cái luôn hiện hữu với chúng ta, không bao giờ thay đổi với thời gian và không gian. Chúng ta nên biết điều này. Dù chúng ta là ai đi nữa thì ngồi đây cái đó vẫn nguyên là như vậy. Không ai hơn ai trong cái pháp hội này. Chúng tôi vừa nộp phát ra một tiếng là quý vị đều nhận rõ một lượt như nhau không khác. Đúng không? Đó là cái bình đẳng của chúng ta đó. Không ai hơn ai ngồi tại đây cả. Không ai trình độ cao, trình độ thấp gì. Không ai học nhiều, học ít, tu lâu, tu mau. Chuyện đó không quan trọng nữa rồi. Với cái nghe này là không ai hơn ai. Thì nếu như cái nghe mình mà từ lỗ tai đi ra thì chúng ta được nghe hướng bên này, hướng bên này chúng ta không nghe được, hoặc nghe đằng trước, đằng sau chúng ta không nghe được. Mình không có đủ cái sức đó. Nhưng mà có một cái nó không phải là lỗ tai của mình, nó mới có đủ sức nó nghe được như vậy. Và cái đó hoàn toàn không thay đổi. Cái đó nó luôn luôn trong sáng và không ai có thể ngăn bích được nó.
Dù chúng ta ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta ở giữa chợ thì chúng ta nghe kiểu đó, mà ở trong chùa chúng ta cũng nghe kiểu đó, chúng ta đi ngoài đường chúng ta cũng nghe như vậy, chúng ta ngủ cũng nghe như vậy, mà chúng ta thức chúng ta cũng nghe như vậy. Cái đó hoàn toàn thay đổi với thời gian. Chúng ta có mặt trong cuộc đời này, cái đó nó cũng rõ ràng như vậy. Và khi chúng ta có chết đi nữa, cái đó nó vẫn tiếp tục rõ ràng như vậy, không thay đổi. Từ nhỏ lớn không hề có một cái sự chênh nghiêng nào, không có một cái sự thay đổi thấp cao nào trong cái đang nghe này. Đây là cái mà chúng ta cần phải nhận biết rõ ràng. Không, bây giờ là quý vị có muốn không nghe cũng đâu có được. Lỡ giờ ngồi đây rồi, đấy, ngồi đây thì nghe âm thanh ở đây nói, nhưng mà quý vị ra ngoài đường, quý vị đi ngoài chợ, quý vị đi đến một cái nơi nào đó thì cái nghe đó vẫn phải tiếp tục nghe. Muốn không nghe cũng không được nữa. Chúng ta muốn thay đổi nó cho nó đừng có nghe cũng không được. Nên là điều mà chúng ta phải thấy. Thì bây giờ khi mà chúng ta sống thì cái nghe nó vẫn luôn như vậy, chúng ta có chết cái nghe nó vẫn luôn như vậy. Đó là cái mà chúng ta cần phải nhận ra. Vì vậy là bây giờ quý vị thử á, nếu chúng ta ngồi đây chúng ta nghe âm thanh, tự động chúng ta xác định là cái hướng này, hoặc là chúng ta xác định là cái hướng bên đây, hoặc là chúng ta xác định cái âm thanh đó cái hướng phía sau lưng mình, hoặc là chúng ta xác định âm thanh đó là cái hướng trước mặt mình, mà một lượt đó, tất cả các hướng chúng ta đều xác định một lượt, không trước không sau nha. Đây là một điều kỳ diệu của mình. Mình cứ tưởng rằng mình lắng tai thì mình mới nghe cái này trước rồi mới nghe cái kia sau, xin thưa không phải. Dù chúng ta có cố ý lắng tai nghe một âm thanh thôi, nhưng mà tất cả âm thanh khác hiện ra chúng ta đều nghe như vậy một lượt. Đây là mới là điều kỳ lạ, phải không? Thì vậy là chúng ta không phải ở đây để nghe, chúng ta không phải ngồi đây để nghe nữa. Cái vị trí nghe chúng ta không phải là chỗ này. Cái này chúng ta có thể thông cảm được không? Bây giờ nè, lắng tai nghe đi, lắng tai chúng ta nghe cái tiếng ồn ồn, đây là tiếng micro nè, rồi tiếng xe ngoài kia, những tiếng xì xào nhỏ xung quanh chúng ta vẫn nghe một lượt, nghe một lượt. Thì vậy là chúng ta ở đâu? Nếu chúng ta ngồi đây là chúng ta nghe một lượt không được. Sở dĩ chúng ta nghe một lượt được là chúng ta ở đâu? Chúng ta ở khắp tất cả chỗ đó. Cho nên cái gì hiện chỗ đó là chúng ta nhận biết. Chứ không phải là chúng ta là một người nhỏ nhiệm, không phải là một cục ngồi đây nữa. Ai có thể tin được điều này? Người nào tin được điều này thì người đó mới có thể trì được kinh Kim Cang. Còn không là trì không được. Tại vì thân mạng có khắp tam thiên đại thiên thế giới vẫn không bằng cái của mình. Cái đó nó đang khắp hết. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không nghe xa hơn nữa được là vì sao? Vì chúng ta chưa thoát được cái khằng của thân căn này. Chứ nếu một phen mà mình thoát được cái khằng của thân căn này á, một cái khải móng tay ở bên Mỹ giờ này chúng ta vẫn muốn nghe là chúng ta nghe được. Và không phải là cần muốn nghe nữa, mà khi cái nghe chúng ta đã thoát được cái thân căn một lần á, thì phút đó tất cả những cái âm vang ở khắp mười phương pháp giới chúng ta nghe biết một lượt. Chúng ta biết một lượt. Chỉ vì bây giờ chúng ta chưa biết một lượt là chúng ta bị kẹt. Chúng ta chỉ biết trong một cái vùng trời nào đó, trong cái khả năng của tâm của mình trong hiện tại thôi. Chứ mình chưa phá vỡ được cái rào chắn của tâm thức. Mình chưa phá vỡ được cái khằng của căn. Cho nên mình tưởng là mình nghe cái âm thanh này là cái lỗ tai. Không phải đâu. Khi chúng ta mà phá vỡ được ngũ uẩn rồi á, thì cái nhận biết mà âm thanh không phải là lỗ tai. Không phải. Phút giây đó không phải nhận biết âm thanh mình lỗ tai. Thật ra có lần mình hỏi chơi một vị á, cũng tương đối là hiểu đạo. Tôi nói là ở trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là lục căn hữu dụng. Tức là lục căn nó tương thông với nhau rồi. Thì nghe nói thầy ngộ đạo, thầy thử nói cho tôi cái là con mắt làm gì nhận biết được âm thanh, lỗ tai làm gì nhận biết được hình sắc. Nếu mà con mắt mà nhận biết được âm thanh, lỗ tai nhận biết được hình thác sắc được á, thì người đó là người lục căn hữu dụng một lần trong đời mình rồi. Người đó nhận biết được đạo lý này, và người đó là người trì được kinh Kim Cang này. Còn nếu không là chúng ta không có trì được, chúng ta chưa trì được.
Và nếu như chúng ta chưa trì được Kinh Kim Cang này thì cái phước báo chúng ta vẫn thua cái người bố thí thân mạng ở trước, chúng ta không thể bằng được. Đức Phật nói là kinh này công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ lường. Những người Đức Phật nói vì những người phát tâm đại thừa, vì những người phát tâm tối thượng thừa mà Đức Phật nói. Và nếu người hay thọ trì đọc tụng giải nói kinh này, ác người đó có thể thành tựu là công đức không thể nghĩ lường được. Thật ra chúng ta thấy cái việc mà trì tụng Kinh Kim Cang thì cái phước không thể nhỏ. Nếu chúng ta thọ trì đọc tụng bản kinh này theo cái nghĩa của chuyên môn, nhưng mà thực sự chúng ta trì tụng cái văn kinh cũng vậy. Nếu mà người nào mà làm siêng trì tụng văn kinh của Kinh Kim Cang này thì phước báo cũng lớn chứ không có nhỏ, không có thua những bản kinh khác. Đức Phật nói nếu mà người nào mà giảng nói được cái bản kinh này thì Đức Phật biết người đó có khả năng gánh vác được cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Vì cái sau này Tu Bồ Đề, nếu người thích pháp nhỏ, người nào mà còn thích pháp nhỏ thì người đó vẫn còn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Tức là người đó cái kinh này không thể lắng nghe mà thọ trì đọc tụng vì người khác diễn nói được. Hồi trước mình đã nói tới cái chuyện mà tứ tướng rồi ha, cái phần tứ tướng mình đã nói rồi. Tức là chúng ta gần như không có việc làm nào trong đời sống này mà chúng ta thoát ra ngoài tứ tướng được. Nếu chúng ta chưa có một phen mà ngũ uẩn giai không, chúng ta làm gì thì cũng thấy có mình, làm gì cũng thấy có người. Nếu chúng ta chưa bao giờ có một cái việc làm gì mà không có mình, không có người hết. Khi nào mà chúng ta có một lần tan biến hết mình rồi á, mà mình làm thì lúc đó nhân nó sẽ hết, thọ giả nó sẽ hết và chúng sanh sẽ hết. Còn nếu còn ngã, dù một mảy may, một mảy tơ ngã chấp còn, thì còn nguyên tứ tướng ở đó. Mà tứ tướng còn tức là một chúng sanh còn nguyên đó chứ không có thoát đi đâu được. Những cái phút giây nào mà chúng ta rớt vô tứ tướng tức là chúng ta rớt vô cái trần tời của chúng sanh. Còn rớt vào cái trần của tam giới này chúng ta chưa có ra được. Để làm sao mà khi chúng ta tu học, chúng ta dụng công như thế nào đó để mình có một cái lần mà đối với tam giới này chúng ta một lần phải được tan biến. Đối với thân tâm này chúng ta phải tan biến thật sự. Đối với ngã chấp này một lần chúng ta sẽ mất đi. Chúng ta không còn có bóng dáng của ngã chấp khi chúng ta nói, khi chúng ta làm, khi chúng ta nghĩ nữa thì chúng ta mới hy vọng là thoát khỏi tứ tướng. Nên Đức Phật nói là bản kinh này có giá trị rất là lớn. Nếu mà ở nơi nào mà có bản kinh này thì tất cả thế gian, ngay cả trời người Atula đều nên đảnh lễ để cúng dường. Và nên biết chỗ này tức là tháp của Đức Phật, đều nên cung kính đảnh lễ vây quanh, dùng các thứ hương hoa để rải cúng dường bản kinh này. Thế vậy là khi mà một người đã thọ trì đúng nghĩa bản kinh Kim Cang á, thì người đó thoát khỏi lầm mê trong sanh tử rồi. Và bản kinh Kim Cang có khả năng phá sập tất cả những cái chấp trước mê lầm của tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta học đúng, chúng ta hiểu đúng, chúng ta học được bản kinh Kim Cang này thì tất cả những cái lầm chấp ở trong sanh tử một phen tan biến, chúng ta có thể hoát nhiên thành Phật ngay trong đời này của chính mình. Cho nên nó bản kinh Kim Cang có cái khả năng để giúp cho mỗi người phàm phu chuyển mình thành thánh. Vì cái giá trị lớn đó mà Đức Phật nói là nơi nào có bản kinh này thì thứ nhất là ngay cả những người ở cõi trời, người Atula và cõi người chúng ta đều phải nên đảnh lễ để cúng dường và thờ giống như thờ cái tháp của Đức Phật như vậy. Thì chúng ta phải biết quý kính một cái bản kinh có rất có giá trị. Cái phần kế nữa là hay làm sạch các nghiệp chướng. Lại nữa này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh chê, người này do ngoại tội nghiệp đời trước lẽ ra phải bị đọa trong đường ác, do đời này bị người khinh chê nên tội nghiệp đời trước ác tiêu diệt, sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, ta nhớ thở quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, ở trước Đức Phật Nhiên Đăng ta được gặp 804.000 muôn ức Na Do Tha các Đức Phật, ta đều cúng dường thờ phụng không sót một vị nào. Nếu lại có người ở đời mạt pháp sau này hay thọ trì đọc tụng kinh này, được công đức đối với công đức cúng dường chư Phật của ta,
trăm phần chẳng bằng một, ngàn muôn ức phần cho đến toán số thí dụ đều không thể bằng. Này Tu Bồ Đề, nếu một người thiện nam, thiện nữ ở đời mạt pháp sau này có người thọ trì đọc tụng kinh này được công đức, nếu ta nói cho đủ hoặc người nghe tâm tất cuồng loạn hồ nghi không tin, này Tu Bồ Đề nên biết kinh nghĩa này không thể nghĩ bàn, nên quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Ở đây Đức Phật nói tới một phần kế tiếp á. Nếu mà có một cái người nào mà thọ trì đọc tụng kinh này, hoặc vì người khác diễn nói á, mà bị người kia khinh chê, thì đừng có nghĩ rằng là mình nghiệp nặng hay là mình bị dở gì mà người ta khinh chê. Mà Đức Phật nói á, cái quả báo, cái tội của cái người đó về trước á, đáng lý đời này phải đọa địa ngục, nhưng mà nhờ có một cái phước gì đó không biết mà được đọc kinh Kim Cang này, được thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang này, và vì người khác diễn nói, bị người khác chửi, bị người khác chê á, thì nó thứ nhất là nó làm sạch được cái tội địa ngục của người đó. Tức là nhờ cái phước mà đọc kinh Kim Cang sẽ chuyển hóa đi, thay vì phải đọa địa ngục như bây giờ chỉ bị chửi thôi. Tức là nhẹ đi nhiều. Chúng ta thấy cái phước báo rất là lớn. Tức là nếu lỡ mà chúng ta có thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang này một lần trong đời của mình, thì coi như cái phước đó đủ để cho chúng ta được thoát khỏi cái địa ngục rồi. Nhưng nếu có người phước báo lớn thì không bị người khác khinh chê, đúng không? Nhưng mà đời này người ta có thể chê mình điều này, đời thầy người ta có thể chê mình điều kia, có thể chửi mình cái điều nọ đó. Thì vậy là do chúng ta đọc kinh Kim Cang được cái phước, nó thay vì bị đọa địa ngục như bây giờ bị chê thôi, bị chửi thôi, cái nhẹ hơn, mà sạch cái tội địa ngục của chúng ta. Tức là Đức Phật muốn nói cái giá trị, cái phước báo của mỗi người mà đọc kinh Kim Cang nó lớn như vậy. Còn nếu như mà chúng ta không bị cái tội phải đọa địa ngục, phải không? Tức là đời trước chúng ta không có gây cái tội nào để mắc cái quả báo là chúng ta phải đọa ba con đường ác trong kiếp này. Thì chúng ta có gặp bản kinh Kim Cang, chúng ta trì tụng thì sao? Thì phước báo chúng ta sẽ lớn hơn. Chúng ta có thể khai mở được trí huệ của mình, phá vỡ được những tội nghiệp, tội chướng trong nhiều đời nhiều kiếp của mình, để mình có thể thấu hiểu được chân lý. Thật ra khi mọi người mà đọc tụng được kinh Kim Cang này, thì người đó khả năng làm sạch được cái nghiệp chướng sinh tử trong nhiều kiếp của chúng ta. Đó là cái giá trị mà Đức Phật muốn nói ở chỗ này. Đức Phật nói là nếu mà bị đọa địa ngục, thay vì là hết đời này chúng ta bị đọa địa ngục, nhưng mà lỡ mình đã được hên, mình gặp được bản kinh Kim Cang để mình trì tụng, thì mình chỉ bị chửi thôi và không còn đọa địa ngục nữa. Cái giá trị lớn như vậy. Còn nếu như chúng ta mà không có bị những cái tội phải bị đọa địa ngục, thì chắc chắn là cái phước báo nó sẽ lớn hơn nhiều. Tức là nếu mà một người nào mà do tội nghiệp đời trước lẽ ra phải bị đọa ba con đường ác, do đời này bị người khinh chê, tội nghiệp đời trước án bị tiêu diệt rồi, và trong tương lai còn sẽ được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa, tức là chúng ta còn có khả năng để chứng quả Phật. Thì như vậy là người nào mà có cái duyên lành để được học kinh Kim Cang, thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang, thì chúng ta sẽ được làm sạch cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, và có khả năng để được làm Phật sau này. Tức là chúng ta đã bước theo con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Phật rồi, thì trong tương lai tước sau gì chúng ta cũng sẽ được thành Phật. Và Đức Phật nhắc lại cái thuở quá khứ của Đức Phật á, trong cái thời mà Đức Phật còn hành đạo, còn là Bồ Tát chưa thành Phật, thì Đức Phật đã được gặp Đức Phật Nhiên Đăng. Đồng thời Đức Phật gặp 4.000 muôn ức na do tha Đức Phật, có nghĩa là gặp hàng hà sa số Đức Phật để lại cúng dường. Quý vị không thể tưởng tượng nổi là cái phước mà cúng dường Đức Phật lớn đó chừng nào. Chúng ta thường hay giảng một hay kể cái câu chuyện của một người mà vô tình cúng dường cho một cái vị Bích Chi Phật. Ở trong kinh đó, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đúng không? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thì có một cái phẩm Đức Phật nói như thế này. Đức Phật nói nếu mà bố thí cho 10 người mà không thọ trì ngũ giới, không bằng chúng ta bố thí cho một người thọ trì ngũ giới. Bố thí cho 100 người thọ trì ngũ giới không bằng cúng dường một vị sa di thọ 10 giới. Cúng dường 100 vị sa di thọ 10 giới không bằng cúng dường vị tỳ kheo thọ trì 250 giới. Và cúng dường 1.000 vị tỳ kheo thọ trì 250 giới không bằng cúng dường vị Tu Đà Hoàng. Cúng dường 1.000 vị Tu Đà Hoàng không bằng cúng dường vị Tu Đà Hàm.
Tư Đà Hàm. Cúng dường 1.000 vị Tư Đà Hàm không bằng cúng dường vị A Na Hàm, và cúng dường 1.000 vị A Na Hàm không bằng cúng dường vị A La Hán. Cúng dường 1.000 vị A La Hán không bằng cúng dường một vị Bích Chi Phật. Thì cúng dường 1.000 vị Bích Chi Phật không bằng cúng dường vị Đại Bồ Tát, mà cúng dường 1.000 vị Đại Bồ Tát không bằng cúng dường một Đức Phật, và cúng dường 1.000 Đức Phật không bằng cúng dường một người vô tu vô chứng. Chỗ này khiến mình khó hiểu. Ở đây chúng ta mới nói là trong cái so sánh của cái bản kinh Tứ Thập Nhị Chương á, thì cái phước báo cúng dường thật ra trong đời này, nếu mà chúng ta có một lần á, mà lỡ gặp được Đức Phật đó chúng ta cúng dường thôi, gặp một vị thánh A-la-hán chúng ta cúng dường thôi là phước báo đó, chúng ta thì không biết hưởng bao nhiêu đời ở cõi trời, bao nhiêu đời ở trần gian này. Thì có một cái mẫu chuyện mà hồi trước chúng ta hay kể á, có một cái anh nông dân, anh đang làm ruộng, mà thường làm ruộng xa nhà thì hay đem cơm theo để ăn. Làm tới trưa mệt rồi, đói bụng rồi, lên bờ chuẩn bị ăn cơm, thì thấy một ông thầy thì kheo rách rưới đi ngang, mà nó ốm tông ốm teo, thấy không khổ sở, chắc ông này nhiều ngày không có ăn, thấy thương, động lòng, đem cơm mình dâng cho ổng ăn. Ăn rồi cái ổng đi, vậy đơn giản thôi. Thì anh tiếp tục xuống làm, đói bụng không có cơm ăn, ông sư ổng ăn sạch hết rồi, hết cơm ăn rồi, đói lúc đó mới càm ràm. Cái thằng cha ở không đi trên bờ, xứng đang ăn cơm hỏng cháo thiêu, ăn hết phần cơm của ta, làm ta đói, giờ tới chiều ta không có ăn, làm hết nổi rồi. Chuyện đó trôi qua. Thì cho tới thời Đức Phật chúng ta ra đời, tức là cái thời đó là thời Đức Phật Ca Diếp, cách Đức Phật Thích Ca rất là lâu. Thì bỗng một hôm buổi trưa, vua Ba Tư Nặc chạy vô tinh xá đảnh lễ thưa Đức Phật. Sau cái buổi thọ trai Đức Phật rồi, thì vua Ba Tư Nặc thưa Đức Phật là con có một cái chuyện con thắc mắc, con không hiểu. Là hôm nay có một tỷ phú vừa chết, thì khi mà tụi con vào kiểm tra đó, thì ông có một bát cháo thiêu thôi, một manh áo rách, xe thì đi cái xe cũ mục gãy chắp vá, ở nhà thì nhà dột, nhưng mà trong kho của ông á, vàng bạc châu báu không thể đếm được. Thì xin thưa Đức Phật, chuyện này là như thế nào? Con không hiểu, một tỷ phú mà ăn uống cái kiểu đó. Thì Đức Phật mới kể, tức là cái thời Đức Phật Ca Diếp á, có một anh nông dân đang làm ruộng, và gặp một vị Bích Chi Phật đi ngang, thấy vị Bích Chi Phật này tự nhiên phát tâm cúng dường một cách vô tình như vậy, thì phước báo được 7 đời sanh lên cõi trời. Nhưng mà sao? Vẫn ở cái vùng biên địa. Vì cái thứ nhất là không có cái tâm cung kính để cúng dường cái vị này. Thứ hai á là sau khi cúng dường rồi còn khởi cái tâm phiền. Ông đó là xứng phải ăn vậy, uống vậy, ở vậy, chứ mắc mới gì phải ăn cơm ngon của ta để ta đói bụng. Cho nên 7 đời được sanh lên cõi trời, nhưng mà vẫn ở cái vùng bên ngoài, tức là vùng biên địa. Những cái lầu đài nó cũng cũ mục. Cái bát tới để thọ hưởng thì cái bát cũng không có tốt lành gì, và cái đồ để ăn toàn là những đồ thiêu. Và xuống nhân gian 7 đời làm tỷ phú, và cũng toàn là ăn những cái đồ hỏng, đồ cháo thiêu đó. Nhưng mà Đức Phật xác định là sau kiếp này ông bị đọa địa ngục A Tỳ. Lý do là cái đời trước, cái đời vừa rồi á, là có một cái gia đình, có hai anh em, mà cái ông anh của ông này á thì rất là giàu có, mà có một đứa con trai. Thì thường cái luật hồi xưa thì cái người mà cha chết thì cái quyền sở hữu thuộc về người con này. Vì cái anh này anh không có làm để ra tiền, nhưng mà anh muốn của cái này quá, cho nên anh muốn giết con của cái ông anh mình để chiếm đoạt gia sản. Thì vậy là quả báo đời này cũng tới rồi, là sau 7 kiếp sanh lên cõi trời, sau 7 kiếp ở nhân gian làm tỷ phú, và đời này phải trả cái quả là giết người đời trước, phải đọa địa ngục. Tức là kết thúc một chuỗi hưởng phước, chỉ cúng con bữa cơm thôi. Cúng bữa cơm mà thay vì nếu mà ổng mà bữa đó ổng đói bụng, ổng đừng càm ràm nữa, thì trong 7 kiếp mà được sanh cõi trời thì ổng sẽ hưởng
những cái vật dụng, những cái của báo tốt hoặc là sanh nhân gian sẽ được ăn uống đàng hoàng. Như lần này cúng dường, lỡ xui cúng dường trúng một vị Bích Chi Phật thì được sanh lên cõi trời, được xuống nhân gian tỷ phú. Nhưng mà tại vì cái tâm không tốt, tức là nghĩ phiền hận tức tối rồi nọ này kia, cho nên là cái phước báo không đủ để thọ hưởng cái vật dục trong trần gian này như người bình thường, ăn cơm hẩm cháo thiêu, mặc đồ rách cho tới khi chết, mặc dù là rất là giàu. Thì vậy Đức Phật nói là Đức Phật hồi mà còn làm Bồ Tát á, thì đã gặp 4.000 muôn ức Na Gia Tha Đức Phật để cúng dường, thì cái phước nó không thể tưởng tượng nổi bằng cái đầu của mình đâu, phước lớn vô cùng. Vậy mà Đức Phật vẫn thấy rằng cái công đức đó không bằng 1%, 1/1000, 1/1000000, 1/1000000, cho tới không thể tính lường, không thể so sánh được với cái phước của một cái người thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang. Dễ sợ. Cúng dường Bích Chi Phật thôi là bảy vô tình đó nha, mà còn 7 đời sanh lên trời, 7 đời sanh nhân gian làm tỷ phú. Nếu mà lỡ mà chúng ta vô tình, chúng ta cúng dường nhầm một Đức Phật một cái là chúng ta hưởng không biết tới đời nào cho nên. Vậy mà đây cúng dường 4.000 muôn ức Đức Phật vẫn không bằng một người thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang. Thì chúng ta thấy là cái phước của người thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang không thể nhỏ được. Ở đây chúng ta có thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang chưa? Chưa. Vì vậy để chúng ta thấy rằng á, Đức Phật ca tụng cái người thọ trì đọc Kinh Kim Cang này đến mức độ mà cúng dường hằng hà sa số Đức Phật không thể so sánh được một phần nào để có thể so sánh được. Không được 1%, 1/1000, 1/1000000, 1/1000000, 1/1000000, số, vô số nào đó. Thì chứng tỏ rằng cái người mà đã có một cái lần đọc Kinh Kim Cang là cái phước báo lớn lắm, chứ không thể nhỏ. Phước báo đó có thể phá trừ được cái nghiệp địa ngục A Tỳ của mình. Cái phước báo đó có thể đưa chúng ta từ một chúng sanh lầm mê để chứng được quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Phước rất lớn chứ không thể nhỏ được. Vì vậy là Đức Phật nói tiếp, nếu một người thiện nam thiện nữ nào trong đời mạt pháp sau này á, mà thọ trì đọc tụng được kinh này thì công đức, nếu ta nói cho đủ thì người nghe cái tâm cuồng loạn luôn và sanh hồ nghi không tin nổi đâu. Tức là Đức Phật nếu mà nói tới cái công đức của người trì kinh Kim Cang này là nó lớn đến mức độ mà Đức Phật kể ra, có thể người ta nghe người ta cuồng tâm loạn trí, người ta không thể tin được. Tức là công đức vô lượng vô biên không thể tính lường. Với cái lời lẽ Đức Phật mà Đức Phật còn sợ cái đời sau là không tin, còn sinh nghi Đức Phật, trong khi Đức Phật nói được cái giá trị của bản Kinh Kim Cang này. Và cái nghĩa của Kinh Kim Cang này cũng không thể nghĩ bàn, đồng thời cái quả báo nó cũng không thể nghĩ bàn. Tức là một khi mà một người mà hiểu thấu được cái biển Kinh Kim Cang này á, thì chúng ta mới thấy rằng từng lời từng chữ trong Kinh Kim Cang chúng ta có thể khắc trên một cái món vật báo để chúng ta thờ, chúng ta đảnh lễ mỗi ngày. Vì cái giá trị của khắp tam giới này vẫn không có thể hơn được cái giá trị của bản Kinh Kim Cang, nhưng Đức Phật đã ví dụ cho chúng ta thấy. Cho nên cái giá trị, cái quả báo và cái nghĩa của nó rất là cao tột. Mà tất cả những người tu theo đạo Phật á, nhất là những người tu thiền á, chúng ta chưa có thông hiểu được bản Kinh Kim Cang, chưa có xem bản Kinh Kim Cang là bản kinh gói đầu nằm của chúng ta, thì điều đó chúng ta còn bị thiếu sót. Thực sự cái bản kinh này với một người mà tu tập chuyên môn á, họ rất coi trọng. Và gần như là người nào mà đi vào con đường chuyên môn của Phật Pháp thì người đó đều phải đọc đi đọc lại bản Kinh Kim Cang rất là nhiều lần, để họ thấu được cái nghĩa ở trong bản kinh này mà tu tập. Và cái khả năng để có thể làm cho chúng ta sạch đi cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp là khả năng thọ trì đọc tụng bản kinh này. Thành ra có những cái bản kinh khác Đức Phật cũng có ca tụng, như là bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa hoặc là một số bản kinh khác thì cũng có giá trị rất là lớn. Nhưng ở đây Đức Phật cũng nói cái giá trị Kinh Kim Cang này không nhỏ. Và Đức Phật không muốn so sánh với bản kinh khác. Đức Phật so sánh với cái công hạnh tu hành của chính mình trong nhiều kiếp. Đã từng gặp hằng hà sa số Đức Phật, đã đảnh lễ cúng dường hằng hà sa số Đức Phật mà không thể so lường được một mảy may xíu siêu của một người thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang, là chúng ta thấy nó
cái giá trị bản kinh này rất là lớn, cái quả báo rất là lớn. Cho nên nếu như mà chúng ta cần có cái việc gì, cần có cái phước báo phải không, cần phải giải trừ được cái nghiệp chướng của mình, cần được khai mở trí huệ trong đời này, thì chúng ta nên, phải nói là nên lập đàn trì tụng kinh Kim Cang. Theo cái nghĩa thông thường á, thì cái văn tự chữ nghĩa nó vẫn có một cái giá trị phước báo lớn. Nhưng nếu chúng ta thấu hiểu được cái chân lý, thấu hiểu được cái điều mà Đức Phật nói ở trong bản kinh Kim Cang này, thì cái phước báo chúng ta lại lớn hơn. Còn không á, chúng ta thọ trì đọc tụng vẫn có phước, chứ không có phải là không có phước báo. Nhưng mà thấy ít có chùa tụng kinh Kim Cang lắm. Đó, ít có cái chùa nào mà khai đàn tụng Kim Cang. Tại vì người ta đồn là tụng kinh Kim Cang nó bị nóng, bị này, bị kia, bị nọ, thành ra là các chùa ít tụng. Nhưng hồi đầu chúng ta đã nói là cái lý do tại sao mà chúng ta đọc tụng kinh Kim Cang bị nóng rồi, phải không? Khi ấy ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì làm sao trụ, làm sao hàng phục tâm kia? Phật bảo Tu Bồ Đề: Người thiện nam người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nên sanh tâm thế này, ta nên diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật được diệt độ. Vì cớ sao, Tu Bồ Đề? Nếu Bồ Tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, ắt không phải là Bồ Tát. Vì cớ sao, Tu Bồ Đề? Thật không có pháp phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Bạch Tôn, không vậy. Như chỗ hiểu của con, qua nghĩa Phật nói, Phật ở nơi Phật Nhiên Đăng không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo: Như thế, như thế, Tu Bồ Đề, thật không có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nếu có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Đức Phật Nhiên Đăng ắt không thọ khí cho ta. Ở đời sau, ông sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Do thật không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế nên Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta nói thế này. Đời sau ông sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Vì có sao, Như Lai tức là nghĩa như của các pháp. Nếu có người nói Như Lai được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, này Tu Bồ Đề, thật không có pháp Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, ở trong ấy không thật không hư. Thế nên Như Lai nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Này Tu Bồ Đề, nói tất cả pháp đó tức không phải là tất cả pháp nên gọi là tất cả pháp. Này Tu Bồ Đề, thí như có người thân cao lớn. Này Tu Bồ Đề, ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai nói thân người cao to ắt không phải thân lớn, ấy gọi là thân lớn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế, nếu nói lời thế này, ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh, ắt không gọi là Bồ Tát. Vì có sao? Này Tu Bồ Đề, thật khó pháp, không có pháp tên là Bồ Tát. Thế nên Phật nói tất cả pháp không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói lời thế này, ta sẽ trang nghiêm cõi Phật, ấy chẳng gọi là Bồ Tát. Vì có sao? Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật tức chẳng phải ta nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát không đạt pháp vô ngã, Như Lai gọi đó là chân thật Bồ Tát. Ở đây Phật lại lặp lại một cái chuyện như trước, giống như là cái lối mà nó hành văn bị khập khểnh, giống cái gì liên tục. Tự nhiên nãy nói cái công đức bản kinh Kim Cang rất là lớn rồi, tự nhiên bây giờ Đức Phật nói là: Ngài Tu Bồ Đề thưa Đức Phật, Bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì làm sao hàng phục, làm sao an trụ tâm kia? Trở lại câu hỏi ban đầu, cái đoạn đầu là ngài Tu Bồ Đề cũng đã hỏi Đức Phật như vậy rồi, thì Đức Phật cũng giải thích là muốn độ, muốn một người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải làm sao hàng phục trăm, làm sao an trụ tâm rồi, tức là độ vô lượng vô biên vô số chúng hữu tình mà không có một chúng sanh thật được diệt độ, hoặc là Bồ Tát bố thí mà không trụ tướng, hoặc là không trụ sắc, không trụ thanh, không trụ hương thanh, hương vị xuất pháp mà sanh tâm, nên sanh tâm nơi không chỗ trụ rồi. Tức là đoạn đầu Đức Phật đã giải nghĩa hết. Bây giờ ngài Tu Bồ Đề hỏi lại nè, chỗ này là sao? Trong một bản kinh rất ngắn mà có chuyện trùng lập về văn từ. Tức là khi ấy ngài Tu Bồ Đề bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác làm sao an trụ tâm kia, làm sao hàng phục tâm kia. Câu hỏi này đã được đặt từ trước.
mà đã giải thích nhiều lần rồi. Tới đây Đức Phật có cái đoạn kinh này trong trong cái bản văn kinh này nó có phải là bị trùng lắp không hay là ý gì? Mà tại sao cũng đặt nguyên câu hỏi đó và Đức Phật trả lời nguyên câu hỏi đó? Đức Phật cũng trả lời là nếu một người muốn thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì nên sanh tâm như thế này, tức là ta nên diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không thấy có một chúng sanh thật được diệt độ, giống như câu hỏi kỳ trước cũng không khác nữa. Như đây chúng ta đọc những phần sau thì chúng ta mới thấy ra, tức là Đức Phật nói là Bồ Tát cũng không phải là Bồ Tát, đó mới thật là Bồ Tát. Chúng sanh cũng không phải là chúng sanh, đấy mới thật là chúng sanh. Rồi quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không thật là vô thượng chánh đắc, chánh đẳng chánh giác, đó mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vân vân. Thì vậy là cũng là một câu hỏi đó, cũng là một câu trả lời đó, nhưng phần sau, phần trước thì Đức Phật không nói điều này, đúng không? Phần trước thì Đức Phật nói là độ vô lượng vô số vô biên chúng hữu tình mà không có một chúng sanh thật được diệt độ. Vì cái sao? Vì thấy có một chúng sanh thật được diệt độ thì người đó rớt vào ngã nhân chúng sanh và thọ giả. Đó là một tầng thấp. Ở phần trước này xem như kết thúc một phần đầu, kết thúc một phần đầu của bản kinh Kim Cang. Phần đó Ngài Tu Bồ Đề cũng như hội chúng đã nhận biết được cái ý tứ của Đức Phật muốn dạy, muốn nói điều gì rồi. Và bây giờ cũng chính Ngài Tu Bồ Đề đặt lại câu hỏi lần hai đối với Đức Phật để khẳng định vị trí của một người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn an trụ, muốn hàng phục tâm đó thì như thế nào. Thì đây là một cái phần của một cái người khi nhận biết được cái pháp giới tánh toàn chân, tức là nhận được cái Như Lai tự tánh rồi, tức là một người nhận được bản kinh Kim Cang rồi, người đã thọ trì đọc tụng và thấy rõ giá trị ý nghĩa bản kinh Kim Cang rồi, thì người đó sống làm sao nữa? Sau đó phải sống làm sao nữa? Đức Phật cũng nói không khác kỳ trước, không khác kỳ trước, nhưng mà có chỗ khác. Tức là Đức Phật cũng dặn là một người mà muốn thọ trì đọc tụng bản kinh này, tức là muốn an trụ tâm và hàng phục tâm để thành tựu Phật quả, thì người đó cũng phải độ vô lượng vô số chúng hữu tình mà không có một chúng sanh thật được diệt độ. Vì cớ sao? Hồi trước á, vì là nếu như mà còn thấy tướng ngã tướng nhân chứng tướng sanh, còn thấy có độ, còn thấy có chúng sanh thật được diệt độ á, thì người đó rớt vào tứ tướng. Còn thấy có một chúng sanh thật được diệt độ thì người đó lại là cái người phàm phu. Nhưng bây giờ không nói cho cái người đang công phu kiểu đó nữa, mà Đức Phật muốn nói với người sống trong cái chân trời tự tánh đã thấy được bản kinh Kim Cang rồi, tức là đã nói tới cái tầng của cái người ngộ đạo trở về sau. Ở trước nói người đang tìm cầu đạo lý, ở đây nói người đang an trú trong cái tự tánh chân thật, tức là cái đẳng cấp của một cái người đã thấu thoát Phật pháp khác với cái đẳng cấp của người đang tầm đạo. Vẫn là câu hỏi đó của nhân vật Tu Bồ Đề, vẫn câu trả lời đó của Đức Phật, nhưng mà ở đây có một cái tầng khác rõ ràng. Đức Phật cũng trả lời là độ vô lượng vô số chúng sanh, nhưng mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Vì cái sao? Tu Bồ Đề, Bồ Tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, ác không phải là Bồ Tát. Vì cái sao? Tu Bồ Đề, thật không có pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai nơi Phật Nhiên Đăng có được vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Vân vân. Thì hồi trước á, là nói là chúng sanh không thật, hồi trước nói là Bồ Tát không thật, nói tất cả các pháp này không thật. Nhưng ở đây Đức Phật nói là cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác này không thật nữa, phải không? Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật là người cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là người cầu thành Phật, thì làm sao mà an trụ tâm này, làm sao mà hàng phục cái tâm này? Thì xưa Đức Phật không có giải thích là cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác không có. Ngày xưa Đức Phật nói là nếu ngươi muốn được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là ngươi mi muốn thành Phật á, thì ngươi phải độ vô lượng vô số vô biên chúng hữu tình mà không thấy có một chúng sanh thật được diệt độ. Ở đây Đức Phật cũng lặp lại câu trả lời đó của Tu Bồ Đề sau khi đã thấu hiểu Phật pháp rồi. Thì Ngài Tu Bồ Đề muốn khẳng định rằng khi mà con đã cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, con đã an trụ tâm như thế, như Đức Phật đã chỉ hồi trước rồi, bây giờ còn cái gì khác nữa không?
còn gì khác hơn cái đó đâu không? Đức Phật nó không có gì khác. Ngươi cũng độ vô lượng vô số viên chúng hữu tình, nhưng mà không có một chúng sanh thật được việc độ. Vì cái sao? Vì nếu mà có một chúng sanh mà ngươi thấy có thật á, thì rớt vào tứ tướng. Mà một điều thứ hai quan trọng hơn là quả vị Phật cũng không có. Cầu tới cái chỗ mà vô cầu thì đó mới thật là cầu. Tu tới chỗ vô tu mới thật tu, chứng tới chỗ vô chứng mới thật là chứng. Còn nếu ngươi thấy có quả vô thượng chánh đẳng chánh giác để ngươi chứng, tức là có chỗ để ngươi tới á, thì chỗ đó là cái chỗ gì? Chỗ mới của tứ tướng mà thôi, không hơn kém. Cho nên ngay cả quả vị Phật cũng không có. Cái phút chốc này ông nên biết rằng không có ngã nhân chúng sanh thọ giả rồi, không có Phật, không có chúng sanh, không có mê lầm, không có sanh tử, không có tam giới này. Cái phút chốc này chỉ là cái toàn tri hiện hữu, cái đó không có cái gì hết đó. Nếu ông thấy có cái gì khác thì ông đã hiểu lầm, ông đã sai rồi. Thấy có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả, có Phật, có tam giới này và có một cái gì. Cho nên ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng, khi mà còn hành hạnh Bồ Tát thì Đức Phật Nhiên Đăng cũng đã thọ ký cho vị Bồ Tát này được thành Phật, được chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà đây Ngài hỏi Ngài Tu Bồ Đề là ông thấy ta ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng có cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Thì đây Ngài Tu Bồ Đề khéo rồi, bạch Đức Thế Tôn, không vậy. Như chỗ hiểu của con qua nghĩa của Phật nói, Ngài trả lời rất là khéo nha. Như chỗ hiểu của con qua nghĩa của Đức Phật nói, chứ không phải là con biết. Đây là một người, đây là một cái lối lý luận của những cái vật, phải nói là những cái vật trí, họ mới có cái kiểu này. Do Đức Phật dạy con, do sư Phật nói con, cho nên giờ này con mới hiểu cái điều đó qua nghĩa của Ngài nói. Một câu trả lời phải nói là chúng ta nên học hỏi. Cái học đạo nên học hỏi. Chứ nhiều người cũng giỏi lắm, phải không? Học qua thì hiểu rồi, thầy nói thì hiểu rồi, chúng ta bắt đầu chúng ta nói, cứ nghĩ rằng đó là chuyện của mình, nghĩ rằng cái đó là cái điều mình hiểu, cái điều mình biết. Có nhiều khi nói chuyện với thầy mình là nghĩ rằng cái chuyện đó là mình hiểu, thậm chí mình còn thấy là mình hiểu hơn thầy mình nữa. Nhưng mà Ngài Tu Bồ Đề rất là khéo, con hiểu qua nghĩa của Phật nói. Như cái chỗ con hiểu qua nghĩa của Phật nói, thì ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng không có cái pháp được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu như trong đầu của một hành giả tu Phật chỉ còn một mãi tình thấy rằng có chỗ mình phải tới, là chúng ta chuẩn bị đào một cái hố lớn để chúng ta tự chôn mình, tự chôn mình. Ngay cả quả vị Phật ở đây, Đức Phật cũng bác bỏ nơi tâm của chúng ta. Tức là Đức Phật rất thương mình. Tại vì tu đã thế nào cũng thành Phật, phải không? Tại vì phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và tu vậy thì sẽ được thành Phật. Và trong tâm hành giả cứ nghĩ rằng mình vô công đó là mình sẽ được thành cái ông Phật đó. Và nếu có cái chỗ để chúng ta có thể chứng, cái chỗ để chúng ta có thể đắc, cái chỗ để cho chúng ta có thể thành, thì chỗ đó là chỗ trói cột, không phải là chỗ giải thoát. Đức Phật thương chúng ta, Đức Phật phá luôn cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, để cho một hành giả tu Phật thực thụ là phải vô tu, vô chứng, vô đắc. Nếu còn có một cái chỗ chứng sở đắc thì chúng ta tiếp tục còn bị lầm mê. Chỗ này có một vị đệ tử của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài đạo ngộ, sau khi được Lục Tổ khai ngộ rồi, ổng làm bài kệ và có một cái câu vừa ngộ đạo thôi, ổng có một cái câu rất là tuyệt vời. Nếu còn một niệm ngộ, in tuồng người mê cũ. Siêu chứ. Người ngộ mà thấy mình có một cái niệm mình ngộ thôi thì mình giống như cái người mê trước, không khác chút nào. Rồi phút giây đó phải mất đi cái ngộ và mê, mất đi cái giác ngộ và cái mê lầm, mất đi cái quả vị Phật và một cái chúng sanh lầm mê. Chúng ta hoàn toàn tan biến hết, để chúng ta không còn có mình là cái người đang ngộ và không còn cái pháp để mình có thể chứng ngộ được nữa. Thì lúc đó chúng ta mới hòa nhập vào cái
cái bể giác thanh tịnh được. Bể giác thanh tịnh không có mình, không có người, không có quả vị, không có chúng sanh và không có Phật trong đó. Ở đây Đức Phật một lần tháo gỡ cho Ngài Tu Bồ Đề về cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mặc dù hồi trước cũng đã hỏi, Đức Phật không hề chỉ dạy cái chỗ này. Đức Phật chỉ dạy là phải làm sao để được an trụ tâm, làm sao được hạng phục tâm, làm sao để tu, để đạt tới cảnh giới đó. Nhưng đến đây Đức Phật phá luôn cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác cho Ngài Tu Bồ Đề nữa. Phật bảo như thế, như thế Tu Bồ Đề không có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nếu cái pháp mà Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Đức Phật Nhiên Đăng không thọ ký. Nếu có một cái pháp nào mà được đối với đạo Phật á, nếu còn có một cái chỗ nào mà có thể tu mà được á, có thể chứng được á, thì Đức Phật Nhiên Đăng không thể thọ ký cho Đức Phật. Chúng ta thành Phật hiệu gọi là Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Và nếu ở chỗ đó mà cái vị Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát trong cái thời Đức Phật Nhiên Đăng thấy có một pháp có thể được thì Phật Nhiên Đăng cũng không thể thọ ký. Tức là ngay cái lúc mà người nhận đạo thì thấy không có pháp có thể được. Do thật không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế nên Đức Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta. Đời sau được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nếu có người nói Như Lai được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, này Tu Bồ Đề, thật không pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác, này Tu Bồ Đề, Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác ở trong ấy không thật không hư. Thế nên Như Lai nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Một câu nói tuyệt vời. Khi mà được cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác á, cái pháp đó không thật mà không hư. Bây giờ nếu mình nói là không có cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tất cả chúng sanh đều tin rằng không có quả vị Phật, thì tu làm cái gì? Tu để được cái gì? Tu cuối cùng rồi không có gì hết, đúng không? Đó là một kiến lại giải sai lầm. Cho nên Đức Phật khẳng định lại cái vị trí của mình, cái chỗ mà tới cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác nó thật, nó không có thật mà nó hư, nó không phải hư, có không phải có mà không phải không, nói có cũng không được mà nói không cũng không được. Nhưng mà có một cái không thật không hư đó, có cái chỗ để an trú đó chứ không phải là không. Nhưng mà cái đó nói thật thì nó không phải là thật, nói hư thì không phải là hư, nhưng mà nói không có là không thể được. Nếu bây giờ chúng ta nhìn ở không gian đâu có thấy gì đâu, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta mở cái máy lên, chúng ta rà đài, chúng ta sẽ bắt được một cái đài nào đó. Nhưng với mắt thường mình không thấy được. Cái sóng điện trong không gian chúng ta không thấy được, nhưng mà xung quanh chúng ta là hàng tỷ cái loại sóng điện đó, chúng ta mắt thường không thấy được. Nói có được không? Không được, mắt mình đâu có thấy đâu chứng minh. Nhưng mà nói không có được không? Không được. Giống như một sợi dây vậy đó hả chứ. Đã được câu điện rồi mình không thấy điện đâu hết, nhưng mà thò vô nó sẽ giật mình. Chúng ta bật đèn nó sẽ sáng, bật quạt nó sẽ quay. Nhưng mà nói có điện hả trọng không? Với một người mà không hiểu biết khoa học thấy mấy sợi dây đó, họ không tin rằng trong đó có điện. Nhưng mà nói không điện không được. Bây giờ với chúng ta ngồi đây cũng vậy. Cái mà chúng ta đã rõ ràng nhận biết mọi cảnh duyên này nè, cái đó chúng ta chỉ ra được không? Ở đây mắt thì nó thấy, lỗ tai nó đang nghe, ở mũi nó đang thở, thân nó đang biết. Nhưng mà cái đó kêu chúng ta phải chỉ như thế nào? Nó có hình tướng rằng sao chúng ta có thể chỉ được không? Chúng ta không có khả năng làm được điều đó. Nhưng mà nói cái đó không có là không được. Cái đó không có không được. Thì cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Phật cũng vậy. Chúng ta sẽ tới một cảnh giới một lần. Khi nào mà chúng ta thực sự có một cái lần cảm nhận được cái không thật không hư á, một lần trong đời mình, thì điều này rất là vui. Chúng ta sẽ thấy cái câu nói của Đức Phật này tuyệt vời. Một câu nói mà phải nói là chúng ta phải khắc cốt ghi tâm. Cảnh giới này nó không có thật, vì nó hoàn toàn không cảnh giới. Tức là cái lúc mà chúng ta hoàn toàn bật dứt cái ngã chấp á, thì nó không phải là cảnh giới nữa. Nó không là cái cảnh giới vậy hết trơn á. Nhưng mà nó có cái chỗ không ngã. Chứ đừng có nói là khi mà không còn cái ngã này là mình không còn cái gì là mình sai. Nhưng mình không có hiện ra thành cái gì hết á. Mà lúc đó đó, cái sáng này của chúng ta nó chỉ có một thôi.
cái sáng của phút chốc đó nó sẽ sáng bằng một tỷ lý thừa tỷ của cái ánh sáng mặt trời lần. Trong cái phút mà chúng ta vừa bắt dứt cái ngã chấp á, thì cái đó nó hiện ra, cái đó nó lộ ra, cái đó nó hiển bày như vậy. Mà cái đó nó hiển bày như vậy rồi, sở dĩ mà chúng ta không thấy rõ được là do bị khằng của căn trần mà thôi. Tức là chúng ta chưa có đủ sức để phá vỡ căn trần này để chúng ta nhập hoàn toàn trong cái sáng đó. Chứ đó là một cái sáng tuyệt đối, không có thời gian, không gian, không có quá khứ, vị lai ở chỗ này. Không có ngã và không có pháp chỗ này. Không có quả vị và không quả vị chỗ này. Không có Phật và không có chúng sanh. Hoàn toàn không có gì hết á. Nhưng mà nó là một cái sáng thực sự, chứ không phải là không có. Nhưng mà nó không thật hiện hữu đối với chúng ta ở đây. Giống như con cá không bao giờ có thể tin được là trên bờ xe chạy được. Cái đó nó không có trong con cá, nhưng mà nó có với loài động vật khác. Khi mà chúng ta đã giống như một con cá mà chúng ta thoát được ra nước để chúng ta nhận biết được cái không gian ngoài á, thì chúng ta mới biết được cái cảnh không thật của loài người của mình. Một cảnh giới không phải là từ trước giờ mình thấy cái này là thật, cái kia là thật, cái nọ là thật, đúng không? Âm thanh, ngôn ngữ, hình sắc, buồn, thương, giận, ghét này nó là thật. Nó thật lắm với một người đang trong chiêm bao. Giống như chúng ta đang ngủ, chúng ta thấy người ta rượt đuổi mình, thấy cọp rượt mình, thấy mình té hầm, té hố, mình đau đớn này nọ, mình rất là khổ sở trong giấc ngủ đó. Nhưng mà chúng ta vừa thức giấc thì tất cả những cái đó không còn. Lúc đó nước mắt chúng ta vẫn còn đầm đìa, mồ hôi chúng ta vẫn còn chảy, thì nói không có mồ hôi, ủa không có cái giấc chiêm bao là không đúng. Chúng ta vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng mà nó thành không với một người vừa tỉnh giấc. Thì một người mà nhận biết được cảnh giới này cũng giống như vậy. Cái cảnh giới không thật đó không phải là không có. Có cái không thật, nhưng mà nói cái không thật thì không đúng. Nhưng mà nói cái thật cũng không phải. Cái chỗ đó nó rất là kỳ lạ. Thật thì không phải thật, mà hư thì không phải hư. Nhưng mà có cái không thật không hư đó, chứ không phải là không có. Giống như bây giờ chúng ta đang ngồi nghe, đang ngồi nghe ở đây. Thì bây giờ hỏi đang làm gì đó, nói tôi đang ngồi nghe nói chuyện. Thì bây giờ chứ nếu chúng ta ngồi chúng ta nghiệm kỹ lại nè, là có một người đang nghe âm thanh, đúng không? Và có một người đang biết cái âm thanh đang tới với mình. Chúng ta có cái đó không? Đơn giản là bây giờ là chúng ta lấy cái tay này, chúng ta bấm vô cái tay kia, đúng không? Thì mình có cảm giác đau. Đau ở đây, ở đây là cái đau rất là thực tế, đúng không? Nhưng mà rồi có cái gì nữa? Có người đang nhận biết cái đau này nè. Và người đó là người không thật không hư. Còn cái đau này là có đau có hết, đúng không? Nhưng mà người nhận biết được cái đau, nhận biết được cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét của chúng ta trong đời này, người nhận biết được tất cả mọi cái, người đó không thật không hư. Cái đó nó không thật không hư. Thành ra khi cái đến của Đức Phật ở đây, Đức Phật nói một cái câu mà chúng ta phải nói rất là thích. Tức là khi đến cảnh đấy, vô thường danh đáng nhớ giác đó rồi, là cảnh đấy nó không thật không hư. Và kế tiếp một câu nữa, thế nên Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Khi một người mà tới cảnh giới mà không thật không hư đó rồi á, thì không có cái gì không phải là Phật pháp cả. Còn thấy có một cái nhiễm, một cái tịnh, một cái đúng, một cái sai, một cái hay, một cái dở, là chúng ta không biết tới cảnh giới không thật không hư. Đây là một cảnh giới rất cao ở trong Phật pháp, mà chỉ có những người tới này mới có thể thông cảm được. Nếu mà chúng ta không biết được cảnh giới này thì biết rằng chúng ta chưa có thấm gì với đạo lý của đạo Phật cả. Không thấm. Đây là một điều rất đặc biệt. Khi mà tất cả mọi cái đều là Phật pháp cho chính mình rồi á, thì chúng ta phải thấu hiểu được cảnh giới không thật không hư. Mà chúng ta thấu hiểu được cảnh giới không thật không hư rồi, thì tất cả mọi cái đều là Phật pháp liền cho chúng ta. Đây là một câu nói mà gần như đối với chúng tôi, hai câu này là tâm yếu viễn kinh Kim Cang này. Chúng ta phải tới được cảnh giới không thật không hư, để rồi tất cả pháp đều là Phật pháp ngay trong trần gian này. Đi đâu, nói cái gì, làm cái gì,
bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là Phật pháp. Còn chưa có được tới cái điều này thì không cách nào chúng ta hiểu được Phật pháp cả. Hiểu chỉ là hiểu qua tâm thức, chưa bao giờ chúng ta có một cái sự thông cảm một cách tuyệt đối. Cho nên phải thực sự một hành giả tới đây, một người tu Phật phải tới đây, để chúng ta có một cái lần cảm nhận thật sự cả cái trần gian này đều là Phật pháp. Ở đây là cực lạc, không có đi đâu cả, không có về đâu cả. Mỗi bước chân chúng ta hoa sen rộ nở, dù cho chúng ta dẫm lên gai mà xịt máu chân đi nữa cũng là hoa sen rộ nở mới là đúng. Còn nếu không là chúng ta sẽ thấy sai lầm hoàn toàn trong trần gian này. Nếu chúng ta chưa nhận biết được một cái mà không thật không hư giữa cái cuộc sống này á, thì đời này chúng ta phí uổng, phí uổng một đời người. Dù chúng ta có cố gắng tu tập ở đâu, mỗi ngày sáu thời hành đạo như thế nào, nhập định là 5 năm, 10 năm, cho tới 1 triệu năm mà xuất định ra không biết chuyện này thì người đó vẫn là người mù mịt, không có giá trị gì. Và đời sống vẫn vô nghĩa, chỉ mê cảnh tỉnh tỉnh lặng lặng đó thôi. Cho nên là chúng ta nên ghi hai câu này để phải nói là làm tâm yếu của chúng ta. Khi mà chúng ta học đạo thì người ta phải thật sự tới cái cảnh giới không thực không hư. Đó như nãy mình ví dụ nói không có giấc mộng là không đúng, tại vì mình thức dậy mình vẫn còn khóc mà. Không, nói không mộng là không phải, nhưng mà chúng ta đã tỉnh cơn mộng rồi. Khi một người tỉnh cơn mộng nó khác với người trong mộng, nhưng mà vẫn là người đó, đúng không? Vẫn người đó hồi còn mê ngủ và người đó chợt thức dậy, chỉ vậy thôi, không có khác nhau cái gì. Thì vậy là thật ở trong giấc mộng là thật đối với người đang ngủ. Có khổ, có vui, có đúng, có sai, có hay, có dở, có tịnh, có uế là người đang ngủ. Chúng ta còn đang trong cơn mê cho nên thấy người này làm gì đúng nè, người kia làm kia không đúng, người này làm này là phải, người kia làm không phải. Nhưng mà người khi tỉnh giấc rồi thì tất cả những chuyện trong mộng nó là mộng, cho nên cảnh đó không thật. Nhưng mà nói hư thì nó không phải là hư, nó không có. Bây giờ khi chúng ta tỉnh giấc rồi thì đối với người mắt thấy rõ ràng, ngay tai nghe rõ ràng, lúc này không còn lầm để rơi vào trong giấc mộng nữa, không còn lầm nữa. Thì tất cả những cái mà không lầm đó thì đều gọi là Phật pháp, không thấy trong mù mờ khổ đau nữa. Nhưng chúng ta phải tỉnh cơn mộng để tan biến đi cái ngã chấp chúng ta một lần. Chúng ta phải tới cái cảnh giới thực sự là không thật không hư này. Một câu nói rất là tuyệt vời. Và khi mà nhận biết được cảnh giới không thật không hư thì tự động chúng ta sẽ thấy rằng không có cái gì không phải là Phật pháp, không có cái gì không nhiệm màu. Chỉ là chúng ta không còn tịnh và uế trong cái cõi này nữa. Sinh tử đó chúng ta ngay đó đều thành không. Tịnh uế là không, sinh tử là không, niết bàn cũng không. Thì quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng là không. Nhưng mà không phải là không có. Nói đại, không nhưng mà không phải là không có. Chứ không có nghĩa là không ngơ đối với cái có và cái không theo cái hiểu của cái đầu của chúng ta. Phật pháp nó có một cái điều hơi kỳ như vậy. Nếu mình thấy cái này có cái kia không, tức là chúng ta còn hiểu bên đây bờ tâm thức. Chừng nào cái đầu chúng ta thoát ra cái bên đây có, bên đây không, bên đây đúng, bên đây sai, thì chúng ta sẽ hiểu được cái là không có, không không, có cái không có, không không đó. Cái đó không thật, không hư. Cái đó không thật, không hư. Và lúc đó mới biết Phật pháp nhiệm màu như thế nào. Còn không thì chúng ta học vẫn đi lòng vòng, vẫn đi lòng vòng. Chúng ta không có chạy bên đây để hiểu thì chúng ta phải chạy bên kia. Không đỡ bên có thì chúng ta cũng chấp bên không. Vừa nói này không thì cái mình sẽ tin bên đây là có, vừa nói bên đây có thì chúng ta sẽ nghĩ là có bên không. Chưa bao giờ chúng ta có một cái hiểu mà vượt ngoài có không. Có một cái không phải có, không phải không. Cái đó là cái thật. Cái có, cái không là cái giả. Ví dụ như mình ngắt để mình đau rồi là đang có đau, đúng không? Rồi hồi cái mình hết đau, cái có đau và cái hết đau nó là cái giả. Nhưng mà cái nhận biết được cái đau và không đau nó mới là cái thật. Cái đó mới là cái thật. Mà cái thật đó nó đòi hỏi chúng ta một lần phải tỉnh giác. Một người mà đang ở trong mộng mà có ai mà có hiện vô trong mộng, nó mày đang ở trong mộng này là giả thì mình không tin nổi đâu.
đang bị cột rượt, rồi đang bị ma đè, đang bị tê, bị gì đó khóc lóc sùm ở trong giấc mộng, rồi nói giấc mộng giả là mình không bao giờ mình tin được. Nhưng mà tán trong bọt tai thức giấc thì nó biết rõ ràng rồi, giấc mộng nó giả liền. Thành ra đòi hỏi chúng ta một phen thực sự thức cái chỗ này. Mà khi chúng ta mở con mắt thật á, thì chúng ta không còn cách nào để có thể thấy hai bên được. Đây là một điều khác biệt của người ngộ đạo và không ngộ đạo. Có chỗ khác chứ không phải là không. Chúng ta vẫn mở mắt nhìn đời như thế này, nhưng mà không còn có cái kiểu bên đây đúng bên đây sai nữa, hết rồi. Không được. Không thể nào còn thấy đúng thấy sai theo cái kiểu phàm tình được nữa. Vẫn nhận biết rất rõ ràng, không có cái gì bị lầm lẫn đối với người mở mắt cả. Nhưng mà họ không bao giờ bị lầm ở cái chỗ là thấy ông này là ông này, cái này là thật khổ này, cái này là thật vui, cái này thật là mình, cái này thật không phải là mình, hết đi cái đó rồi, không còn thật nữa. Nhưng mà cũng không phải giả. Nhưng mà đó mới là cặp mắt thấy như thật của vấn đề. Thấy biết như thật phải thấy tới chỗ đó. Khi nào mình nhìn trần gian này không còn thật, không còn hư nữa là được rồi đó. Chỗ này là một chỗ rất là khó. Nhưng mà tất cả người tu chúng ta phải tới đây. Chưa tới đây thì cái việc tu chúng ta vẫn còn vất vả, phải nói như vậy. Và không phải vất vả bình thường đâu. Ở đây chúng ta không có dùng từ vất vả theo cái kiểu cực nhọc trong đời này nữa, mà vất vả là cái sự trôi lăn sắp tới của mình trong sanh tử, còn không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa, bao nhiêu ngàn đời, ngàn kiếp bị trôi lăn nữa. Nếu đời này chúng ta không giải quyết được chuyện này, chúng ta tiếp tục trôi lăn thôi. Không bao giờ chúng ta chạy thoát được cái dòng sanh tử. Nó sẽ cuốn chúng ta đi giống như là một cái dòng xoắn như vậy, chúng ta không thoát ra được. Này Tu Bồ Đề, nói tất cả pháp đó tức không phải tất cả pháp, nên Như Lai gọi là tất cả pháp. Này Tu Bồ Đề, thí như có người thân cao lớn. Tức là ở đây Đức Phật nói một câu, Đức Phật phá một câu, rất là nói một câu, Phật phá một câu. Nói Phật pháp, nói tất cả các pháp, như Đức Phật nói là tất cả các pháp tức không phải là tất cả các pháp, thì đó mới là tất cả các pháp. Tức là tới cái chỗ mà học thật không hư rồi, cho nên khẳng định cũng không đúng mà phủ định cũng là sai. Nhưng mà không khẳng định, không phủ định cũng không đúng luôn. Không đúng. Đến cái chỗ không thật không hư thì không có khẳng định và không có phủ định. Chỗ này ở trong kinh Lăng Già gọi là ly tứ tướng tuyệt bách phi. Tức là lìa khỏi tứ tướng, mà lìa khỏi một trăm cái không đúng, 100 cái phi không phải. Thì khi Đức Phật nói lưng lửng cái câu mà thân người cao lớn, Đức Phật dừng lại. Thì lúc đó Ngài Tu Bồ Đề hỏi Bạch Thế Tôn, Như Lai nói thân người cao lớn ắt không phải thân cao lớn, ấy gọi là thân cao lớn. Đức Phật nói là quý vị thấy cái hay ở trong lý luận này á, là Đức Phật nói cái gì? Từ cái chỗ mà chúng sanh nhỏ nhiệm nè, độ vô lượng vô biên vô số chúng hữu tình mà không thật có chúng sanh được diệt độ rồi, đúng không? Rồi Đức Phật mới nói tới cái gì? Cái quả vị cao tột vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không thật. Rồi cho tới phá được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi á, thì Đức Phật nói tới cái cảnh giới không thật không hư. Cảnh giới không thật không hư, Đức Phật muốn nói tới tất cả các pháp ở trần gian này đều là Phật pháp. Do tới cảnh giới không thật không hư đó mà phải nhận biết được tất cả pháp là Phật pháp rồi, thì Đức Phật lại phá tiếp tất cả pháp. Chúng ta thấy Đức Phật quét không còn cái gì trong tâm thức của chúng ta, không? Bây giờ nói tất cả pháp là Phật pháp thì mình thấy là có cái này là Phật pháp, cái này là Phật pháp, cái này là Phật pháp. Mình lại tiếp tục chấp cái này là Phật pháp, tiếp tục chấp cái này là Phật pháp. Đức Phật nói tiếp tất cả các pháp đó đều không phải là pháp. Thì đó mới là Phật pháp. Thế bây giờ những cái nhỏ thôi không nói đi, bây giờ cái núi Tu Di là cái to, đúng không? Ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, Đức Phật nói cái núi Tu Di là cái rúng của tứ châu thiên hạ. Tức là một cái loại núi lớn, không mình không phải cái núi trong cái cõi của chúng ta là có tí xíu thôi. Tứ châu thiên hạ là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Bá Châu, Bắc Cù Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu. Cõi của chúng ta là Nam Thiện Bộ Châu, là một cõi thôi, nằm trong tứ châu thiên hạ, bao quanh cái chân núi Tu Di đó. Thì chân núi Tu Di nó còn lớn hơn cái quả địa cầu của mình nữa. Nhưng mà ở đây Đức Phật
bắt luôn cái lớn nhất là núi tu di, cái nhỏ nhất là một pháp trần nhỏ nhiệm, đều là, tức là ở đây Đức Phật đem tất cả những cái gì, cái tình thế gian, cái khí thế gian vân vân, tất cả đều được Đức Phật tẩy xóa để cho chúng ta khi tới cảnh giới này, tới cảnh giới không thật không hư này thì hoàn toàn tan biến hết, không còn cái gì còn tồn động nơi mình nữa, thì lúc đó là chúng ta mới tới cảnh giới thật. Ở đây Đức Phật lại hỏi lại: này Tu Bồ Đề, Bồ Tát như thế, Bồ Tát cũng như thế, nếu nói lời như thế này ta sẽ diệt vô lượng vô số chúng sanh ác không gọi là Bồ Tát. Vì có sao? Này Tu Bồ Đề, thật không có pháp được gọi là Bồ Tát. Thế nên Phật nói các pháp không có ngã nhân, chúng sanh và thọ giả. Tức là nếu một người nào mà trong tâm thấy có một cái mãi may hành niệm của mình mà mình diệt được á, mình độ được, thì người đó không phải là Bồ Tát rồi. Thì ở ngoài núi lớn như núi Tu Di, vật nhỏ như cái hạt cát, tất cả các pháp muôn sự muôn vật ở trần gian này, cho tới cái quả vị tu chứng của Đức Phật, cho tới những cái ý niệm nhỏ nhiệm xảy ra nơi tâm thức của chúng ta, nếu còn một mãi may thấy rằng mình có thể diệt trừ được, mình có thể tu tập được, mình có thể dứt bỏ nó được, thì người đó không xứng danh là Bồ Tát, vì người đó còn rớt trong nhãn nhân chúng sanh và thọ giả. Nếu Bồ Tát nói lời thế này, ta sẽ trang nghiêm của Phật, ấy chẳng gọi là Bồ Tát. Vì cái sao? Như Lai nói trang nghiêm của Phật, tức chẳng phải trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Này Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát không đạt pháp vô ngã, Như Lai gọi đó là chân thật Bồ Tát. Tức là ở đây nếu mà có một cái gì để cho người Bồ Tát làm, một vị Bồ Tát mà thấy mình có thể làm được cái gì đó cho đẹp, trang nghiêm của Phật là một chuyện đẹp tuyệt vời, phải không? Tức là mình làm sao để cho tất cả những cái ý niệm, những cái tà tâm, những cái tạp niệm, những cái xấu dở nơi tâm hoàn toàn tan biến và thanh tịnh nơi tâm của mình. Tất cả những cảnh giới nào mình đi tới đều trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ hết. Những cái điều mình làm trong đời sống là đều trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ hết, gọi là trang nghiêm của Phật của mình. Và thấy có một cái chỗ thật sự trang nghiêm để mình phải làm, thì sao? Thì đó không thật. Cho nên trang nghiêm của Phật cũng không phải là trang nghiêm, đó mới thật là trang nghiêm. Tới cái chỗ thực sự không thật không hư rồi, bây giờ thật cũng không được mà hư cũng không được, có cũng không được mà không cũng không được, đúng cũng không được mà sai cũng không được, tịnh cũng không được mà uế cũng không được. Nhưng mà có cái không đúng không sai không tịnh không uế, cái đó nó lìa khỏi tịnh uế đúng sai. Chúng ta nên hiểu điều này. Nó không phải là tịnh, nó không phải là uế, nó không phải là đúng, không phải là sai, không phải là phải, không phải là uế. Nhưng mà có một cái nó lìa thoát, không dính vào những cái này. Nhưng mà ở những cái chỗ này không phải là không có nó, cho nên nó không thật không hư. Đây là một điều rất là hay. Không phải lìa là đi mất đâu, ở nơi đó mà không dính thì mới gọi là lìa. Còn ở cách xa nghìn trùng mà dính cũng là dính, chứ không phải là lìa. Ra đối với đạo Phật còn có một cái, không có đoạn nào mà tôi nói về tự tại và tự do. Ví dụ như chúng ta bị nhốt nhà này, chúng ta được bước ra chân trời tự do, chúng ta được đi đứng tự do, không ai ràng buộc mình, không ai làm khó gì mình, thì mình xem như mình tự do, mình là người tự do. Nhưng mà người tự do đó chưa chắc là người tự tại. Người tự tại là nhốt nhà, họ cảm giác không có gì ràng buộc hết, ở ngay tại đây mà giải thoát là người tự tại. Chạy khỏi cái cõi này mà giải thoát chưa hẳn là người tự tại. Thật ra cái tự do tự tại nó khác nhau. Tự tại là ngay tại đây mà thấu thoát, không lầm lẫn, không vướng mắc. Tự do là phải chạy khỏi chỗ này mới gọi là thoát được, thì không phải. Tự do nó còn thấp hơn tự tại một bậc. Thì khi mà mọi người mà thực sự tự do tự tại thì người đó mới thật sự đạt được những gì ở trong Phật pháp. Còn được tự do mà chưa có tự tại là cũng không phải xong. Mà được tự tại thì chắc chắn là người đó sẽ được tự do. Cho nên ở chỗ nào mà một người thực sự tự tại á, ở hoàn cảnh khó khăn đối với họ, họ vẫn sống một cách rất là bình yên. Họ sống rất là bình yên, không bị xáo trộn. Nhưng mà hoàn cảnh thì nó do cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, họ phải vướng trong những cái hoàn cảnh nó khó khăn, nhưng mà họ rất là bình yên, thì người đó là người tự tại thật. Quý vị mà có nghe cái
Đoạn băng mà tại Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục á, chúng tôi đã nói nhiều về cái đoạn này. Tại sao tại Trung Thượng Sĩ ngộ đạo rồi mà phải sống cuối đời với 7 bà vợ? Đó là con người tự tại. Quý vị nên tìm nghe cái đoạn đó, chúng tôi lý luận cũng nhiều. Ra ở đây Đức Phật nói là Bồ Tát thông đạt pháp vô ngã. Nên đây đánh lộn là không đạt. Thông đạt tức là một người Bồ Tát thật sự thì người đó phải thông hiểu và đạt được cảnh giới vô ngã. Không phải hiểu về mặt lý thuyết mà phải đạt được thực sự. Phải tới cái chỗ không thật không hư thực sự. Cái từ không thật không hư đối với Đức Phật, đối với người bình thường chúng ta thấy nó là một cái gì hết sức là thường. Nhưng mà chúng ta có một cái lần thực sự mà thấu hiểu được cái chữ không thật không hư của Đức Phật này, chúng ta mới phải nói là quỳ gối xuống để mà đảnh lễ Đức Phật. Hàng vạn lại một câu nói của một người thực sự trí tuệ, rõ ràng là phải đạt tới cảnh giới vô ngã. Vô ngã không có nghĩa là nó hoàn toàn bật hết tất cả mọi cái, không có nghĩa là không ngơ, không nghĩa không trống so với cái có này, hoàn toàn không phải như vậy. Và nó là một cái cảnh giới thật sự không thật không hư. Thật cũng không phải mà hư cũng không phải, mà có một cảnh giới thực sự vong bậc ngã chấp. Nếu mình theo thói thường, ví dụ như mình á, mình buồn ngủ mình đi ngủ, mình tới giờ cơm mình đi ăn cơm, chuyện xảy ra thường ngày mình thấy gần như là không có mình á, bỗng nhiên cái đạp gai đau cái tự nhiên có mình liền, có mình ngay tại chỗ đó. Đời thường là chúng ta thấy gần như nó không có mình. Đời thường thấy không có gì, nhưng mà bỏ đói chúng ta 3-4 ngày cái chúng ta thấy có mình. Bình thường chúng ta đi chơi tự do, nhốt chúng ta một chỗ không nhúc nhích được, cái là bắt đầu có mình. Tức là bắt đầu có một cái gì ứ trệ đó, chúng ta lộ cái ngã chúng ta ra, lộ rã chúng ta ra. Nhưng mà cái cảnh giới mà không thật không hư này cái có không có. Đi chơi tự do cũng được, mà nhốt một chỗ thấy cũng vậy à. Nó bình thường lắm. Đói bụng hay là ăn no nó cũng vậy, nó thấy bình thường lắm. Tất cả mọi sinh hoạt của người đó bắt đầu bình thường. Nó không có lộ cái ngã chấp này ra, không thành đau khổ với mình, rất bình thường. Mà người đó phải thông đạt được cái này. Tức là khi mà nhận được cái cảnh giới không thật không hư rồi á, thì cái đời sống nó trở thành một cái gì đó hết sức là bình thường. Chúng ta gọi là một cái người sống bắt đầu sống quân bình đó, sống quân bình là họ không bị xáo trộn trong đời sống đời thường của cái hoàn cảnh của xã hội cũng như đời sống cá nhân, họ còn bị xáo trộn, không làm người đó xáo trộn được, thì chúng ta sẽ sống được một cuộc đời, một đời người có giá trị kể từ đó. Một phen mà một người thực sự thông đạt cái pháp vô ngã rồi thì người đó được Đức Phật tạm gọi là Bồ Tát. Chứ Bồ Tát cũng không thật là Bồ Tát, thì đó mới là Bồ Tát thật, không? Thì hôm nay chắc chúng ta bàn tới đây chúng ta dừng lại. Thì lần sau chúng ta sẽ gặp nhau ở tháng 9, mình không biết đầu tháng nữa, ngày như là mùng 6, chắc mùng 5, mùng 4, mùng 5 gì đó, Chủ nhật đầu tháng 9 chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi ngừng cái buổi nói chuyện đây. Ở đây có ai có thắc mắc gì trong cái bài giảng này thì quý vị có thể được quyền ý kiến. Thầy cho con hỏi cái này, thầy có nói về không biết chuyện kinh của Kim Cang của thầy, là thầy nói như vậy thì trong kinh Kim Cang có nói một câu là mà nhược nhân mà trì kinh Kim Cang mà bất bố bất quý thì Như Lai đương tri thị nhân là đắc A Lậu Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề. Nhưng mà thí dụ như thị nhân nó vẫn không hiểu kinh, nhưng mà vì thọ trì kinh, kinh Kim Cang nó cũng như là dược dĩ sắc kim ngã dĩ âm thanh cầu ngã, thì có phải là thị nhân thằng tà đạo không thầy? Bất như vậy sẽ bất năng kính Như Lai không thầy? Nếu mình thấy có một hình sắc thật, có âm thanh thật thì sao? Thì chúng ta không thể hiểu được kinh Kim Cang này rồi. Dù chúng ta tụng 1000 biến kinh Kim Cang nữa vẫn không thể thấy được. Cho nên cái chính Đức Phật nói là cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác còn không thật.
Sau này rồi á, có những đoạn Đức Phật là nói hết. Cho nên nếu mà khi một người hành giả mà trì kinh Kim Cang, tụng kinh Kim Cang thì chúng ta cứ tụng theo nghĩa, theo chữ để chúng ta hiểu nghĩa. Nhưng đến một cái lúc nào đó đó mà chúng ta hoàn toàn thấy cái cuộc đời này nó không có thật, nó không có hư, và thấy ngay tại nơi chỗ mình nó cũng không có gì thật, cái gì hư nữa. Thật cũng không được mà hư cũng không được với chính mình nữa. Thì lúc đó mình sẽ hiểu Đức Phật sẽ nói cái gì ở trong bản kinh Kim Cang này. Còn bây giờ mà chúng ta có thể hiểu như thế này, hiểu như thế kia, hiểu thế nọ, tức là cái tâm thức chúng ta hiểu về thôi. Cho nên Đức Phật mới là thông đạt lý vô ngã. Thông bằng cái ý thức thì chưa đâu, mà phải đạt tới cảnh giới đó thì mới thật sự là Bồ Tát. Phải không? Đức Phật mới vừa kết luận câu đó. Cho nên thông được cái lý vô ngã, tức là thấy tất cả cái ngã chấp đều không hết đi. Đó chỉ là thông hiểu của tâm thức thôi cũng chưa được, mà phải đạt được nữa. Thông và đạt được lý vô ngã mới được. Thành ra là pháp không thể có với mình. Nếu tụng kinh chừng nào mà mình thấy không còn kinh để mình tụng nữa, tức đó là chúng ta đang tụng kinh Kim Cang á. Tụng kinh mà còn kinh để chúng ta tụng thì chúng ta chưa tụng đúng. Nghe tịnh độ, nhưng mà sao lại trì kinh Kim Cang mà không có trì ở kinh chánh niệm như là nhà có đoàn Phật rất là trang nghiêm, không trì mà trì Đức Phật, mà trì kinh Kim Cang, khi trì thì để cho Phật Thích Ca và cái nơi đó thì là cái gì Phật A Di Đà, nhưng mà tịnh độ mà lại trì kinh Kim Cang thì con nghĩ con thầy như vậy là nó có nghịch lợi đối nghịch với nhau hay không. Và thứ hai nữa là khi mà con tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì con hiểu trong cái tổng thứ 11 á là Diệu Phật Tháp về Phật Đa Bảo á, thì con nghĩ là cái thời đó là có Phật Đa Bảo hiện ra với Phật khi mà Phật thuyết kinh Diệu Pháp, nhưng mà cái người đó lại đưa cho con cái cuốn kinh của Ngài Thanh Từ, trong đó diễn giải nói là cái bảo hiện bảo pháp đó chính là tri kiến Phật. Thì con đọc ở trong đó thì Ngài Thanh Từ giảng thì con thấy cũng hiểu, như là những cái hiểu con hồi trước tới giờ là con hiểu là có cái bảo tháp thiệt, nhưng mà bây giờ con có hiểu ra cái bảo tháp đó chính là tri kiến Phật. Để tôi phải chưa thầy. Thật ra kinh Phật nó không có nghịch với cái môn nào hết, nó nghịch là do cái đầu của mình nghịch đó. Tu gì cũng có thể tụng kinh gì được hết. Ví dụ như bây giờ tôi tu thiền, tôi trì mật tông cũng được, nó không nghịch. Không có gì là nghịch. Nhưng có khi ở bên ngoài họ giả bộ họ niệm Phật, nhưng mà cái mật ở bên trong họ không tu cái riêng á. Người ta chơi chung với người ta thấy mình niệm Phật A Di Đà Phật, chứ thực sự mình tu cái khác. Giống như đi mấy thầy tịnh độ, cái tôi xách nguyên sao chổi ra tôi đeo vậy. Đâu có gì đâu. Cái chính là người đó hiểu cái gì á trong chân lý của Đức Phật đang hành trì á, nó mới là cái quan trọng. Còn những cái hình thức bên ngoài họ chơi, họ giỡn thì đừng có xem cái đó là cái quan trọng. Còn muốn hiểu cái phẩm hiện bảo tháp thì cũng xin giới thiệu là có một ông thầy tên là Tuệ Hải, ông có giảng cái kinh đó rồi, nên nghe đoạn đó. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng tôi có giảng rồi. Thì cái gì có thể nghe lại cái phẩm hiện bảo tháp. Hiện bảo tháp là một trong những phẩm rất quan trọng của bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà người học bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa là phải thông đạt được bản đó, cái phẩm đó. Nếu chúng ta không thông đạt được phẩm đó thì xem như chúng ta không có ngộ được tri kiến Phật. Đó là phút giây của một hành giả hành trì mà thông được đạt được pháp giới. Cái phút giây đó là cái phút giây của một người hành giả đang nhập trong tri kiến Phật. Cho nên cái bản phẩm hiện bảo tháp rất quan trọng. Phẩm đó chúng tôi có nói cũng nhiều, mất cũng mấy tiếng đồng hồ nói về phẩm đó. Quý vị có rảnh thì nên nghe. Mỗi quyển kinh có một cái kiểu gọi là xưng tụng khác nhau.
đúng không? Quyển kinh nào cũng nói là quyển kinh này công đức vô lượng vô biên. Thì tại vì chúng ta nói tới bản kinh nào thì chúng ta nói giá trị của bản kinh đó thôi, chứ còn ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói công đức của cái người nghe kinh Hoa Diệu Pháp Liên Hoa thôi nè. Ví dụ như có mọi người đang ngồi trong pháp hội nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa ha, rồi cái đi truyền nói cho người thứ hai nghe là ở chỗ chùa ở tỉnh Xá Ngọc Thành có giảng Diệu Pháp Liên Hoa đó, rồi cho tới người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm nói truyền truyền to tới người thứ 50 mà nghe được. Thì cái người thứ 50 nghe được để nói cho mọi người thứ 51 để nghe được cái kinh Pháp Hoa mà giảng ở đó là gì á. Thì công đức đó vẫn hơn một người mà đem quốc thành thê tử bố thí hằng hà sa số kiếp. Thì thế mỗi một quyển kinh nó có một cái kiểu mà gọi là tự ca tụng mình khác nhau, hiểu không? Nhưng mà thật sự cái giá trị của tất cả bản kinh Phật đều có một cái chỉ thú nhất định của nó là gì? Là đưa mình tới quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái ý chính của tất cả các bản kinh. Tức là tất cả những cái kinh đều có một cái quy thú của nó, phải biết cái quy thú đó là cái gì. Chứ mình đừng có so sánh là kinh này cao hơn kinh kia cao hơn kinh nọ, không có cái nào cao hơn cái nào cả. Mà chúng ta có cái duyên để chúng ta có thể hiểu Kim Cang thì chúng ta cho Kim Cang là nhất với chính mình. Nhưng mà ông kia ông sẽ hiểu Phật Pháp qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì đối với ông đó là nhất ạ. Đúng không? Có người đọc kinh Niết Bàn họ hiểu thì họ cho Niết Bàn là nhất. Nhưng mà không có nào nhất hết á. Mà cái nào cũng là nhất. Cái nào nó cũng nhất. Đó là cái duyên của chính mình thôi ha. Chứ không bản kinh nhiều. Có như khi bản kinh Vô Lượng Thọ cũng tự xưng đây là vua của các kinh thì cũng ngon rồi, phải không? Kinh Pháp Hoa cũng là vua của các kinh, kinh Lăng Nghiêm cũng vậy, kinh Bát Nhã là mẹ sanh ra chư Phật, vân vân. Mỗi bản kinh đều có một cái kiểu xưng tụng mình khác nhau. Vậy là chúng ta có cái duyên với kinh Kim Cang, đang nghe, đang hiểu, đang học kinh Kim Cang thì Đức Phật đang ca tụng kinh này, chúng ta biết rằng kinh này nó là cái gì. Thì hiểu như vậy đi, đừng so sánh. Tức là trong kinh Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tức là trong cõi phàm này tất cả các tướng đều là hư dối, là không thật. Những tướng đó là cái gì? Là mắt mình có thể thấy được, tai mình có thể nghe được, mũi mình có thể ngửi được, lưỡi mình có thể nếm được, thân mình có thể xúc chạm được, và cái ý chúng ta có thể thấy được. Cái đó gọi là tướng. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mà mình nhắm mắt lại, mình thấy ngày hôm qua mình đi chợ mình thấy cái gì mình thích đó. Những ý nghĩ đó xảy ra gọi là pháp tầng. Trong những thứ đó gọi là lạc tạ ảnh tử còn tồn động lại thì đó cũng là tướng. Đó là tướng. Thì tất cả những đó đều là hư vọng. Hư có nghĩa là không thật. Hư, ảo, không thật. Đúng không? Nó đã là hư vọng, nó không thật. Vì vậy là nếu mà một người mà còn thấy có pháp thật thì người đó không phải là người trì tụng kinh Kim Cang. Cho nên lúc nào mà chúng ta thấy được tất cả các pháp này là hư ảo là lúc đó chúng ta đang tụng kinh Kim Cang, đang trì tụng kinh Kim Cang. Đi đứng nằm ngồi tất cả các pháp trần đều là hư ảo ở chính mình, là chúng ta đều đang tụng kinh Kim Cang. Mà lỡ ai mà dậm ruốc lên chân mình đau mình hét lên cái mình cự lại là lúc đó là tụng ngưng tụng kinh Kim Cang 5 phút. Tức là chúng ta thấy pháp trần là thật chứ không còn là hư ảo nữa. Thật ra khi mà mỗi người trì tụng kinh Kim Cang là mỗi phút mỗi giây trong đời sống luôn luôn thấy như vậy, thấy biết như vậy, tức là chúng ta đã trì tụng kinh Kim Cang rồi đó. Chứ không phải đợi là chúng ta lên bàn thờ chúng ta lật quyển kinh Trang Nghiêm chúng ta tụng, không phải như vậy. Những đoạn sau thì Đức Phật lại nói nhiều. Thật ra là kinh Kim Cang càng về sau nó càng khó khăn đối với những người mới, càng khó khăn. Thì chúng ta có nghe những cái bài, muốn nghe những bài kế tiếp được thì chúng ta nên nghe lại những cái bài giảng trước để chúng ta kết nối lại được.
Nếu chúng ta hiểu từ từ chứ thôi bản kinh Kim Cang thấy nó cũng hơi khô khan á. Đối với những người học, nếu mà chúng ta không phải là người chuyên môn thì kinh Kim Cang với chúng ta giống như là một cái gì nó rất là khô. Nhưng mà ai thực sự có đi vào chiều sâu tâm linh, thích con đường chuyên môn thì nghe Kim Cang người ta rất là thích. Tại vì nó chuyên môn, nó lột được những cái lầm của chúng ta trong đời sống đời thường để chúng ta còn nguyên là mình. Mình lột cho tới chừng nào mình không còn cu mang, không còn gánh vác, không còn dính dấp cái gì nữa, mình còn nguyên là mình thì là chúng ta đã học xong bản kinh Kim Cang. Còn học mà để mình thêm cái này, thêm cái kia, thêm cái nọ, tức là chúng ta không phải là học kinh Kim Cang. Chúng ta nên nhớ điều này. Cho nên là khi mà đến với Pháp hội Kim Cang là chúng ta sẵn sàng rơi rụng, sẵn sàng tan biến, sẵn sàng phá vỡ mình, sẵn sàng chết, là chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta tiếp xúc được cái cảnh giới thật của kinh Kim Cang. Rồi chúng ta nghỉ ha. À, tháng sau là ngày mùng 6. Ở đây chúng tôi có giảng một số điểm mới để phát cho hội chúng. Sau khi mà quý vị hồi hướng rồi thì quý vị ngồi tại chỗ để cho các vị ban tổ chức phát cái đĩa đến. Dạ, ở đây có 3 loại đĩa. Mời quý vị hồi hướng trước nha. Chúng sanh vô biên thể